Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện ánh trăng vì tôi mà đến. chương 41, mỗi ngày đào khê đều luyện khẩu ngữ, Lâm Khâm Hòa sẽ đọc và ghi âm lại những tài liệu tiếng Anh rồi gửi cho cậu. Cậu sẽ vừa nghe trên điện thoại vừa bắt chước theo cách phát âm và ngữ điệu của Lâm Khâm Hòa. Buổi sáng cậu dậy sớm hơn, mau chóng ăn xong bữa sáng ở canteen rồi chạy tới sân bóng rổ gần cổng trường đứng dưới cơn gió hơi xe lạnh của tháng 12 mà luyện khẩu ngữ tầm nửa tiếng. Đào Khê nhìn thời gian rồi cầm quyền từ vựng tiếng Anh bước tới cổng trường. Vài phút nữa Lâm Khâm Hòa sẽ tới, cậu đứng ở một góc cạnh phòng bảo vệ, cúi đầu học thuộc từ vựng. Trong lúc đang cố nhớ một từ khó thì Đào Khê bỗng cảm thấy trước mắt tối lại, đầu và mặt bị một thứ gì đó mềm mại trùm lên, cậu kéo thứ ấy xuống, để lộ ra đôi mắt. Lâm Khâm Hòa đang cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười. Cậu cúi đầu nhìn xuống lần nữa, trên cổ cậu có thêm một chiếc khăn cashmere màu đen vẫn còn mang theo hơi ấm thuộc về Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa vươn tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, quấn nó thật kín quanh cổ đào khê, nhìn ánh mắt long lanh của cậu nói, sau này buổi sáng đừng đợi anh, trời lạnh lắm. Đào khê vùi đầu trong chiếc khăn mềm mại ấm áp khẽ lắc đầu, dù sao thì em cũng phải ra ngoài luyện tập khẩu ngữ mà, lạnh một chút thì suy nghĩ sẽ sáng suốt hơn đó. Lâm Khâm Hòa nhìn đầu ngón tay đông bút tới mức đỏ ửng lên của cậu, cao mày tỏ vẻ không bằng lòng nhưng cũng không nói gì. Hai người bước dọc theo con đường hương trương đi về phía lớp học. Mấy ngày nay tối nào Đào Khê cũng chuẩn bị các tài liệu khẩu ngữ để sáng sớm tới đi bộ cùng Lâm Khâm Hòa sẽ nói chuyện với anh bằng tiếng Anh. Lâm Khâm Hòa sẽ sửa lại những chỗ cậu phát âm không đúng, sau đó ngẫu nhiên cho một vài đề tài yêu cầu cậu nói ngay tại chỗ. Đào Khê vắt óc suy nghĩ cách trả lời câu hỏi của Lâm Khâm Hòa. Lúc nói xong cậu mới nhận ra hai người không đi trên con đường tới lớp học ban nãy nữa mà lại đang hướng tới một cửa hàng tiện lợi. Anh muốn mua đồ ăn sáng ạ? À? Đào Khê hỏi, Lâm Khâm Hòa không nói gì mà đi thẳng vào trong cửa hàng. Đào Khê bước vào theo, nhìn thấy Lâm Khâm Hòa chọn lấy một đôi găng tay nhung màu xám cho sau đó tới quầy thu ngân tính tiền. Bước ra ngoài tiệm, Lâm Khâm Hòa xé vỏ ra rồi đưa nó cho cậu. Đào Khê sướng sờ nhận lấy đôi găng tay đôi găng tay này có một lớp lông xù mềm mại, chỗ mờ u bàn tay còn có một con gấu nhỏ, rất giống với chú gấu mà bọn họ gắp hôm nọ. Lâm Khâm Hòa thấy Đào Khê ngây ngốc nhìn đôi găng tay thì tưởng cậu không thích liền nói, đeo tạm trước đã. Đào Khê dương mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, đưa cho anh một chiếc găng tay, vành mắt cong cong nói, hai đứa mình mỗi người đeo một chiếc đi. Lâm Khâm Hòa từ chối, anh không cần, vì vậy Đào Khê đeo hai chiếc găng tay lên, xòe mười ngón tay ra ngắm nghía. Sau khi kết thúc những tiết học buổi sáng, Đào Khê cùng Lâm Khâm Hòa bước tới căn tin ăn cơm. Đây là một trong những việc mà trước đây cậu luôn mong mỏi và khát khao, bây giờ cậu đứng trong nhà ăn gọi cơm cùng Lâm Khâm Hòa, cậu cảm thấy các cô gì trong nhà ăn đều trở nên xinh đẹp như hoa vậy, chia thức ăn cũng khéo léo lắm nha. Hôm nay có một nhóm học sinh lớp 9 tới trường tham quan khiến căng tin chật ních người. Đào Khê bưng đĩa thức ăn đi tìm chỗ ngồi cùng Lâm Khâm Hòa. Lúc đi có không ít người lặng lẽ quan sát hai người chủ yếu là mấy cô gái. Đào Khê không biết mấy cô nàng đang khẽ rủ rỉ với nhau điều gì, mà cậu cũng chẳng để tâm lắm. Khâm hòa ca, Đào Khê vừa nghe thấy ba chữ này thì trái tim liền trùng xuống. Cậu quay đầu nhìn, là Dương Đa Lạc cũng đang bê đĩa thức ăn tìm chỗ ngồi, bên cạnh là cậu bạn cùng phòng với cậu từ từ kỳ. Ánh mắt cậu ta chạy tới chạy lui giữa hai người, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Tầm mắt Dương Đa Lạc dừng trên chiếc khăn Kesmir đen trên cổ cậu hai giây. Cậu ta khẽ cắn môi, bước tới trước mặt Lâm Khâm Hòa cười hỏi, "Các cậu cũng đang tìm chỗ ngồi à?" Lâm Khâm Hòa gật đầu nhìn về phía Đào Khê đứng bên cạnh mình. Sắc mặt Đào Khê không thay đổi, thậm chí cậu còn cất tiếng chào hỏi Dương Đa Lạc cùng Từ Từ Kỳ. Từ Từ Kỳ nhìn Lâm Khâm Hòa, do dự một lúc rồi chỉ về phía chiếc bàn cách đó không xa, đề nghị với Lâm Khâm Hòa, "Mình thấy mấy bạn kia sắp ăn xong rồi, bọn mình có thể tới đó ngồi chung." Đào Khê nhíu mày một cách khó nhận ra trong lòng dâng lên sự bực bội cáu kinh. Dương Đa Lạc cũng nhìn về phía cái bàn đó, nói với Lâm Khâm Hòa, thôi thì vậy đi, vừa hay đủ chỗ bốn người. Lâm Khâm Hòa cất giọng lạnh lùng, không cần, bọn tôi tìm chỗ khác. Anh hơi ngừng lại, nhìn Đào Khê, đi thôi. Đào Khê thầm thở phào nhẹ nhõm rời đi cùng Lâm Khâm Hòa. Trước khi quay người bước đi, cậu nhìn thấy Dương Đa Lạc đang nhìn chằm chằm mình. Từ từ kỳ ngồi xuống cùng Dương Đa Lạc, cậu ta lén nhìn sắc mặt người kia rồi nói, nó chỉ ở đây một năm thôi, lên lớp 12 là phải quay về cái vùng hẻo lánh kia rồi, sau này chẳng có liên quan gì tới bọn cậu nữa. Cậu ta biết Dương Đa là cũng không ưa đào khê giống mình, càng không thích nhìn Lâm Khâm Hòa chơi thân với đào khê. Dương Đa lạc rũ mắt, khó nhìn ra được vẻ mặt, chỉ nói bây giờ cậu ta cũng không liên quan gì tới bọn tôi. Từ từ kỳ chấp lấy thời cơ hùa theo, đúng vậy, nó là đứa không cùng thế giới với bọn mình một vài đợt khí lạnh của tháng 12 đã tràn về, nhiệt độ trong thành phố Văn Hoa giảm xuống ngày một thấp, Đào Khê đã đổi sang mặc mấy bộ quần áo mùa đông từ lâu. Ngày nào cậu cũng kiên trì dậy sớm đọc sách, Đào Khê cảm thấy mấy câu kiểu, yêu sớm ảnh hưởng tới học tập, đều là nói sằng nói bậy hết, ít nhất thì cậu thấy bản thân mình không như vậy, thậm chí còn học tốt lên nữa. Dịp này cậu đã gia nhập hiệp hội tranh của người trẻ, bị ép vào nhóm WeChat hơn trăm người. Phó hội trưởng Quan Phạm Vận chủ động kết bạn WeChat với cậu, lúc này cậu mới nhớ ra người phụ nữ này chính là tình nhân của Dương Tranh Minh mà cậu gặp tại hôm triển lãm tranh. Trong thời gian nghỉ trưa, Lâm Khâm Hòa đi tới lớp luyện thi đấu cấp tốc mà nhà trường tổ chức tạm thời, Đào Khê không nhịn được mà mở vòng bạn bè trên WeChat của Quan Phạm Vận ra xem. Vòng bạn bè của Quan Phạm Vận chủ yếu là những bức hình selfie trăm tấm như một, không thì là những bài đăng khoe quà rồi yêu đương này nọ nhưng không hề có bức ảnh nào có mặt của dương tranh minh bên cạnh đó còn có cả những bức tranh cô ta tự vẽ đào khê chăm chú nhìn nhận ra rằng những bức này qua đỗi bình thường trình độ này không thể nào so được với phương tuệ không hiểu sao có thể ngồi lên được cái ghế phó hội trường cũng không hiểu vì gì mà dương tranh minh lại coi cô ta như là thế thân của phương tuệ đào khê cảm thấy thật vô nghĩa cậu thoát khỏi wechat và tắt điện thoại đi cầm bút làm bài đọc top full, làm chưa được bao lâu thì có một nam sinh tới nói với cậu Đào Khê ơi, lúc mình tới phòng bảo vệ lấy đồ chuyển phát nhanh thì gặp ba cậu đấy. Ông ấy bảo gọi cậu ra. Đào Khê siết chặt cây bút trong tay. Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé. Mình quay về hơi chậm nên có lẽ ba cậu phải đợi hơi lâu rồi ấy. Xin lỗi cậu nha. Cậu bạn kia tỏ vẻ áy náy. Không sao đâu. Đào Khê nói lời cảm ơn lần nữa với cậu ấy rồi lấy từ trong ngăn giữa của cặp ra một cuộn tiền buộc lại bằng dây thun. Đây là số tiền cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu chỉ đợi ngày Đào Kiên quay lại tìm cậu. Có lẽ ngày trước Đào Kiên có đi tìm việc làm, nhưng chắc chắn là lại thua sạch vào đống bài bạc rồi nên muốn tới tìm cậu đòi tiền. Cậu quá hiểu, người ba, này rồi. Dù biết rằng đây là một cái hố không đáy, nhưng cậu vẫn bắt buộc phải lấp nó đi, tuy rằng chỉ là biện pháp tạm thời. Cậu không cho phép bất cứ ai phá hoại cuộc sống ở đây của cậu và Lâm Khâm Hòa. Tuyệt đối không cho phép. Đào Khê cầm số tiền chạy tới phòng bảo vệ, nhưng kết quả lại không thấy bóng dáng đào kiên đâu bởi vì ngày nào đào khê cũng học tiếng anh ở cổng trường từ rất sớm nên bảo vệ cũng quen cậu vẫy tay nói với cậu nửa tiếng trước ba cậu có tới đây nhưng đã đi rồi đào khê cau mày không biết vì sao mà trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm không lành cậu im lặng một lúc rồi hỏi ông ta có nói gì không ạ à? bảo vệ thở dài một tiếng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của đào khê thì tỏ vẻ muốn nói lại thôi cuối cùng đáp không nói gì cả cậu mau về lớp chuẩn bị vào học đi. Trong lòng đào khê cảm thấy hơi ngờ vực, cậu gật đầu, trước khi đi bảo vệ còn nói khẽ với cậu, sau này cố gắng đừng để ba cậu tới trường thăm nữa nhé. Đào khê mím môi, rũ mắt đáp, cháu xin lỗi, làm phiền chú quá à. Cậu nghĩ có lẽ đào kiên lại gây náo loạn ở phòng bảo vệ như lần trước rồi, người ta thấy phiền chán thì cũng đúng thôi. Bảo vệ xua tay, nói uyển chuyển, không sao đâu. Tôi không có ý gì khác, chỉ là ba cậu có vẻ là người dễ xúc động tôi chỉ lo sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng học tập của cháu đào khê nói lời cảm ơn với bảo vệ rồi xoay người rời đi chú bảo vệ nhìn đào khê bước đi xa dần khẽ cảm thán với anh bạn đồng nghiệp vừa bước vào đứa bé kia vừa nhìn là đã biết là một đứa trẻ ngoan chỉ có điều người ba lại không bình thường chút nào đồng nghiệp tò mò hỏi ông ta lại cãi lộn ầm ĩ với cậu à bảo vệ lắc đầu nói không phải với tôi là với anh ta hơi ngừng một lát rồi lại thở dài ây thôi bỏ đi chỉ là một tên nhà quê vô văn hóa thôi chẳng nói nữa buổi sáng hôm đó lúc đang trực ban ở phòng bảo vệ anh ta thấy đào kiên bước vào với một đôi giày da bong chóc bởi vì chuyện lần trước mà anh ta không hề có chút ấn tượng tốt nào đối với người ba này cả lúc anh ta đang định nói rằng không thể vào trường nếu như không có sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm thì nhìn thấy dương đa lạc bước tới anh ta cười hỏi dương đa lạc à lại xin phép nghỉ về nhà sao? Kết quả là Dương Đa Lạc lại chẳng trả lời, đào kiên xài bước lớn tới trước mặt cậu ta, vẻ mặt kỳ quặc lớn tiếng hỏi cháu tên là gì? Dương Đa Lạc sao? Dường như Dương Đa Lạc bị dọa cho phát sợ, chừng mắt nhìn đào kiên nói chú là ai? Bảo vệ cảm thấy mọi chuyện có vẻ không thích hợp cho lắm. Nhưng còn chưa kịp kéo Dương Đa Lạc ra phía sau lưng thì Đào Kiên đã túm mạnh lấy tay phải của cậu ta, ven ống tay áo lên, để lộ ra cái bớt màu đỏ trên cổ tay phải anh ta khó có thể miêu tả được vẻ mặt của Đào Kiên lúc ấy, chỉ nhớ rõ rằng mặt ông ta đỏ và căng ra như vừa uống rượu, hai mắt nhìn đăm đăm vào vết bớt kia rồi lại nhìn lên gương mặt của Dương Đa Lạc, đôi mắt sáng quắc, miệng lẩm bẩm cái gì mà, con trai của tôi. Dương Đa Lạc vốn đang vùng vẫy, nghe thấy câu này của ông ta thì bỗng chốc bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch, đôi môi run rẩy, quên cả dãy rụa. Bảo vệ tường này người đàn ông này điên rồi, vội vã chạy tới muốn kéo hai người này ra nhưng đào kiên buông tay rất nhanh ông ta nhìn chòng chọc vào dương đa lạc bỗng vươn ngón tay chỉ vào cậu ta cháu ra ngoài với chú một lát chú có chuyện muốn nói với cháu bảo vệ che chắn dương đa lạc ra sau lưng mình cả giận nói với đào kiên không phải ông đến tìm con trai đào kiên của ông sao cha cậu bé đang trên đường tới đây rồi bạn học sinh này chẳng có quan hệ gì với ông hết đào kiên không kiên nhẫn rút ra một điếu thuốc giọng nói đặc sệt, sao mày biết nó không có quan hệ gì với ông hả? Ông ta châm điếu thuốc, chỉ ngón tay kẹp thuốc vào Dương Đa Lạc đe dọa, mày không ra đây, tao nói luôn ở đây với mày đấy. Nói xong liền bước ra khỏi phòng bảo vệ, đứng ở cửa hút thuốc chờ Dương Đa Lạc. Bảo vệ quay người nhìn Dương Đa Lạc, định hỏi cậu ta có quen biết người này không thì lại nhận ra gương mặt Dương Đa Lạc nhợt nhạt vô cùng, chán toát đầy mồ hôi, đôi mắt trống rỗng tựa như vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng. Cậu ta lẩm bẩm nói, "Ông ta tới tìm Đào Khê sao?" Ánh mắt bảo vệ lộ ra vẻ lo lắng nói, "Đúng vậy, ông ta là ba của Đào Khê. Nếu cậu không quen ông ta thì đừng ra ngoài, quay về trường trước đã rồi đợi người nhà tới đón." Sắc mặt Dương Đa là càng tái hơn, đờ đẫn lắc đầu định bước ra bên ngoài, nhưng vừa tới trước cổng, cậu ta bỗng xoay người nói với anh ta, "Chú à, chuyện này chú có thể đừng nói với người khác được không?" Đôi mắt cậu ta tối tăm sâu thẳm, bảo vệ ngẩn người, vô thức gật đầu nói, được, nhưng quan tâm hỏi lại, thực sự không có chuyện gì chứ. Dương Đa Lạc hé đôi môi không còn chút sắc hồng nào, không nói gì quay người bước ra ngoài. Bảo vệ không yên tâm dõi theo Dương Đa Lạc cùng Đào Kiên bước xa dần. Dương Đa Lạc luôn trốn tránh Đào Kiên như đang đề phòng rắn giết bỏ cạp nhưng lại không mặc kệ được ông ta. Hai người họ đi được nửa đường thì bắt đầu cãi vã kịch liệt. Anh ra đoán nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên do, muốn gọi điện cho giám đốc dương nhưng lại nhớ rằng mình đã đồng ý với dương đa lạc nên chỉ đành từ bỏ lúc đào khê cầm theo số tiền chưa đưa kia vẻ mặt nặng nề quay về phòng học thì lâm khâm hòa đã ngồi ở chỗ rồi cậu điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt về chỗ nhẹ nhàng hỏi anh anh huấn luyện xong nhanh vậy sao ạ à? lâm khâm hòa không trả lời rũ mắt nhìn vào đôi mắt của đào khê vươn tay nắm lấy cầm cậu ngón tay cái khẽ vuốt ve khóe môi hỏi vì sao lại không vui Đào khê sướng sờ, cậu nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai đằng sau mới yên tâm. Cậu né khỏi tay Lâm Khâm Hòa, đặt quyển sách ôn luyện toát lên bản anh, nói. Em làm sai nhiều câu hỏi đọc hiểu quá, Lâm Khâm Hòa không hỏi nữa, bắt đầu giúp Đào Khê giảng bài đọc. Ngoài thời gian nghỉ trưa, Đào Khê cũng cố định thời gian luyện học tiếng Anh trong giờ nghỉ trước khi vào lớp tự học buổi tối. Chỉ cần Lâm Khâm Hòa rảnh rỗi thì anh sẽ luôn ở bên cạnh hướng dẫn cậu học tập hình như anh có điện thoại kia lúc trời đang nhá nhem tối đào khê chọc chọc cánh tay lâm khâm hòa cậu nghe thấy điện thoại của anh đang rung lên lâm khâm hòa buông bút máy lấy điện thoại ra nhìn là la trương âm gọi tới anh hơi cau mày lại nói với đào khê một câu là mẹ anh gọi rồi nhấc máy đào khê đang nghĩ xem mình có nên tránh đi không nhưng một bàn tay khác của lâm khâm hòa nắm tay cậu giữ lại nhéo nhẹ ngón tay cậu dưới gầm bàn khiến cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy vâng con sẽ về ngay. Đôi lông mày của Lâm Khâm Hòa nhíu chặt lại. Anh nghĩ nghĩ rồi nói với Đào Khê, trong nhà anh có chút chuyện, tối nay anh phải xin nghỉ về nhà một chuyến. Trái tim Đào Khê nhẽ nảy lên, hỏi có nghiêm trọng lắm không anh? Lâm Khâm Hòa lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay của cậu, thấp giọng nói, chuyện thi tót phổ em không cần sốt ruột quá, thì một lần không qua cũng không sao, có thể thi lại nhiều lần. Đào Khê không ngờ Lâm Khâm Hòa vẫn còn nhớ buổi trưa cậu nói rằng vì làm phần đọc hiểu không tốt nên mới không vui. Cậu khẽ gãi lên lòng bàn tay của Lâm Khâm Hòa, cười nói em đã không còn lo lắng nữa rồi. Lâm Khâm Hòa sách cặp đứng lên, nói với cậu một câu, ngày mai gặp lại nhé, rồi quay người bước ra khỏi phòng học. Đào Khê nhìn bóng lưng của Lâm Khâm Hòa khuất dạng mới bỏ cuộn tiền vào trong cặp. Rốt cuộc vì sao Đào Kiên đã tới trường rồi mà nửa đường lại quay về cậu không tin rằng lương tâm ông ta trỗi dậy nên mới thế. Đào khê nghĩ một lúc nhưng cũng không tìm ra được nguyên do. mươi 42, lạc lạc, ra ngoài ăn chút cơm được không con? Là trường âm gõ cửa phòng lần thứ hai, từ bên trong truyền ra âm thanh phim truyền hình rất nhỏ, dương đa lạc vẫn như lúc trước, im lặng không lên tiếng. Cửa phòng bị cậu ta khóa trái lại, từ trưa đến tối, cậu ta đã ở trong phòng suốt 6 tiếng liền chẳng chịu ra ngoài. Là trường âm thở dài, lặng lặng đứng một lúc trước cửa, sau đó gửi một tin nhắn WeChat đến Lâm Khâm Hòa. Mấy ngày trước Dương Đa Lạc vẫn luôn ở nhà của ông bà ngoại, một giờ chiều nay bỗng Dương tới đây. La Trường Âm thấy sắc mặt Dương Đa Lạc trắng bệch, bước chân cũng loạn trò loạn trò. Bà cứ tưởng thân thể cậu có vấn đề gì nên gấp gáp đến nỗi suýt nữa gọi cấp cứu, may mà Dương Đa Lạc ngăn bà lại. La Trường Âm lo lắng hỏi thăm hết nửa ngày nhưng Dương Đa Lạc chỉ im hơi lặng tiếng không nói gì, khuôn mặt không có chút sắc hồng, một lát sau cậu ta đột nhiên hỏi bà, mẹ la, lúc đó con, mẹ con sinh con ra ở nơi nào vậy? La Trường Âm không nghĩ là Dương Đa Lạc sẽ hỏi đến điều này. Hơn 16 năm trước, lúc Dương Đa Lạc sinh ra, cả bà lẫn ông bà Phương đều không muốn nhớ lại ký ức đó. Đồng thời lúc đó bà mới sinh chưa được bao lâu đã mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh nên mới không thể đi cùng ông bà Phương và Dương Tranh Minh đến nơi mà Phương Tuệ đã chút hơi thở cuối cùng. La Trường Âm cứ ngỡ là Dương Đa Lạc nhớ mẹ Vậy mà mấy năm qua bà lại không nghĩ đến điều đó, mắt bà đỏ hoe, đáp lại, khi ấy ông bà ngoại của con nhận được cuộc điện thoại từ huyện Thanh Thủy nên đi đón con về, sau này nghe bác Phương nói mới biết A Tuệ vẫn luôn ở đấy, cụ thể ở đâu thì bác Phương không nói cho mẹ biết, chỉ biết một nhà nông tốt bụng đã cho cô ấy ở nhờ. Tính cách của Phương Tổ Thanh cứng nhắc và bảo thủ, việc mất đi con gái đối với ông là một điều vô cùng bi thương, nhiều năm trôi qua nhưng ông chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin gì của nhà nông kia cũng chẳng dám đi đến mảnh đất thương tâm đó thêm lần nào nữa. huyện thanh thủy ánh mắt dương đa lạc trống rỗng, cậu ta lầm bầm lạc lạc rốt cuộc con bị sao vậy? la trường âm lo lắng nhìn dương đa lạc, bà chưa từng nhìn thấy đứa trẻ bà yêu quý nhất tuyệt vọng đến như này. dương đa lạc không hề trả lời bà, tự khóa bản thân ở trong phòng. bà ở ngoài cửa khuyên nhủ bao lần cũng không được, bèn gọi điện thoại cho lâm khâm hòa. trước đây mỗi khi dương đa lạc nóng này để Lâm Khâm Hòa đứng ra giải quyết luôn là liều thuốc hữu dụng nhất. La Trường Âm xuống lầu, bà thấy Lâm Khâm Hòa vừa từ cửa bước vào, bà vội vàng lại gần anh. Khâm Hòa, con đi xem lạc lạc chút đi, không biết ngày hôm nay thằng bé có chuyện gì nữa, không thèm nói gì cũng không chịu ăn cơm, thuyết phục kiểu gì cũng vô dụng. Lâm Khâm Hòa cao mày, trầm mặc đi lên lầu, anh đứng ở ngoài cửa, trực tiếp giơ tay lên gõ cửa, cất cao giọng nói, lạc lạc. Lâm Khâm Hòa cứ tưởng anh phải gõ cửa thêm lần nữa nhưng Dương Đa Lạc đã nhanh chóng mở cửa. Trong phòng không bật đèn, chỉ có tia sáng nhạt nhòa truyền ra từ màn hình. Dương Đa Lạc nhìn anh, con người tối đen như mực. Lâm Khâm Hòa đi vào bên trong, liếc mắt nhìn bộ phim trên màn hình, thoạt nhìn đã biết đây là một bộ phim chán ngắt, không phải là thể loại Dương Đa Lạc thích xem. Anh nhìn Dương Đa Lạc ngồi co do trên ghế salon, hỏi thẳng có chuyện gì trước giờ anh không phải là người kiên nhẫn như La Trương Âm. Dương Đa Lạc ôm chân, nhìn đăm đăm bộ phim truyền hình kia, không nói lời nào. Lâm Khâm Hòa lại liếc mắt nhìn bộ phim ấy, trên màn hình là một thiếu niên độ 17, 18 tuổi nằm trên tấm đệm màu xanh ngủ say xưa. Có vẻ cậu thiếu niên ấy đang gặp ác mộng, nhíu mày siết lấy tấm chăn thấp giọng nói mớ, phối hợp với nhạc nền khiến người xem có cảm giác bất an và lo sợ. Lâm Khâm Hòa mở đèn lên, dùng điều khiển tạm dừng bộ phim đang chiếu rồi ngồi lên ghế sofa, xé ra một gói khoai tây chiên mà Dương Đa Lạc thích ăn nhất để trước mặt cậu ta và dùng giọng điệu nhẹ nhàng. Nếu trong lòng có gì không thoải mái thì cứ nói với tôi, không phải trước đây cậu luôn làm vậy sao? Dương Đa Nhạc không thích ứng kịp thời với ánh sáng từ bóng đèn, cậu ta giơ tay chặn mắt, một lát sau, cậu ta dùng giọng nói khàn khàn của mình nói với anh, khâm hòa ca, cậu đối xử tốt với mình không phải là vì mẹ mình phải không? không phải là vì mình là con trai của mẹ phải không? Lâm Khâm Hòa nghe vậy, lông mày nhăn lại, trầm mặc một hồi lâu rồi đáp rằng không phải. Dừng một chút, anh lại hỏi, sao lại hỏi cái này? Dương Đa Lạc buông bàn tay đang che mắt xuống, dùng chiếc điều khiển bấm tiếp tục xem phim. Cậu không trả lời câu hỏi của Lâm Khâm Hòa, chỉ thấp giọng lầu bầu, nếu có một ngày, có một người nào đó cố gắng cướp đi tất cả mọi thứ từ cậu, cậu sẽ làm gì? Trong phim, cậu thiếu niên đột ngột tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mở to đôi mắt đỏ như máu, thở ra từng hơi nặng nề. Lâm Khâm Hòa cao mày nhìn đôi mắt không có chút hồn nào của Dương Đa Lạc. Câu hỏi này của Dương Đa Lạc có hơi hoang đường, anh thở ơ đáp, nếu nó vốn là đồ của cậu, người khác ắt sẽ cướp không nổi, nhưng nếu nó không phải là của cậu, sớm muộn gì cũng phải trở lại với chủ cũ. Trong phút chốc, Dương Đa Lạc nhìn Lâm Khâm Hòa, đáy mắt tối đen dâng lên một chút tức giận. Cậu ta mở miệng tính nói gì đấy, Cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cậu nghiêng người về phía Lâm Khâm Hòa trên ghế sofa, kéo cánh tay của anh như đang tìm kiếm điểm tựa và hỏi một câu không đầu không đuôi. "Khâm Hòa ca, cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình đúng không? Dù mình có làm gì đi chăng nữa, dù mình có là ai đi chăng nữa?" Lâm Khâm Hòa vứt gói khoai tây chiên kia lên bàn, đè nén khó chịu trong lòng xuống, chỉ cảm thấy câu hỏi này thật trẻ con, thốt lên không thèm suy nghĩ. Anh không còn chút kiên nhẫn nào nói thẳng. Lạc lạc, cậu không còn là một đứa trẻ nữa, trên đời có rất nhiều chuyện đúng sai, buộc người khác phải nghe theo ý muốn của cậu thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Lâm Khâm Hòa vừa nói xong điện thoại trong túi đã rung lên, anh nhanh chóng lấy ra xem, là tin nhắn WeChat của Tô Vân. Anh còn chưa kịp mở tin nhắn, Dương Đa Lạc bỗng nhiên đứng phát dậy, lớn tiếng nói có phải Đào Khê gửi tin nhắn cho cậu không? Trong giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ, đôi mắt Dương Đa Lạc đỏ lên, bàn tay siết lại thành hình nắm đấm như một con chim sợ cành cong trong tư thế vừa sợ hãi vừa phòng bị lâm khâm hòa tắt màn hình điện thoại chậm rãi đứng lên hai hàng lông mày anh nhíu lại rất sâu sắc mặt dần dần trở nên trầm trọng nhìn chằm ham vào người mà rõ ràng trạng thái tinh thần của cậu ta không được ổn cho lắm vẫn không nói lời nào dương đa lạc đối mặt với một lâm khâm hòa như vậy thì sinh ra một chút sợ hãi cậu ta lùi về sau một bước đưa tay lau đi nước mắt Cô hỏng phát ra một tiếng nghẹn ngào mơ hồ, mong rằng làm thế sẽ đổi lấy sự nhún nhường từ Lâm Khâm Hòa như khi còn bé. "Khâm Hòa ca, mình đã nói rõ ràng với cậu rồi, mình không thích nó, vậy mà tại sao cậu với nó lại thân thiết như vậy? Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, lẽ nào tình cảm vun đắp từ nhiều năm như vậy lại chẳng bằng một người lạ chỉ mới thân quen được vài tháng?" Từ lâu cậu ta đã phát hiện, mối quan hệ giữa Lâm Khâm Hòa và Đào Khê ngày càng thân mật thậm chí còn gần gũi hơn bình thường. Trước đây trong lòng cậu ta chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi, đến tận hôm nay mới biết loại người kia ngàn tính vạn tính thi vào trường văn hoa nhất chung, tiếp cận cậu ta và lâm khâm hòa là để từng bước từng bước lấy đi mọi thứ của Dương Đa Lạc. Cậu không muốn tin vào gã đàn ông Thô Thiền tự xưng là cha của mình nhưng hình như sự thật không muốn cho cậu ta một chút bao dung nào cả, cơn ác mộng đô bám theo cậu ta từ nhỏ kia dần dần tỉnh giấc. Đến từ huyện Thanh Thủy, diện mạo khá giống với Phương Tuệ, cùng có thiên phú vẽ vời và quan trọng hơn hết. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Đa Lạc, Đào Khê đã tỏ thái độ thù địch vô cùng mãnh liệt với cậu. Chắc chắn là Đào Khê đến để báo thù cậu, cướp đi tất cả từ cậu, chắc chắn là như vậy. La Trường Âm vẫn luôn ở ngoài cửa thì nghe thấy âm thanh dãy rụa của Dương Đa Lạc liền xông vào. Bà thấy nước mắt giàn rụa trên khuôn mặt cậu ta, lồng ngực lên xuống không ngừng. Bà vội vàng đi đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, dịu dàng an ủi vài câu, sau đó nháy mắt với lâm khâm hòa vài cái nhưng lâm khâm hòa mặc kệ anh như một con rồng bị chạm vào vảy ngược đôi mày nhíu chặt lại ánh mắt lạnh nhạt cố gắng đè nén ngọn lửa giận trong lòng nhịn một lúc thật lâu sau mới nói với dương đa lạc vảy ngược niềm kiêu hãnh điểm trí mạng của rồng chạm vào sẽ tức giận dương đa lạc chẳng có ai khiến cậu hài lòng đâu cậu ghét ai thì liên quan gì tới tôi giọng điệu rất vô tình khâm hòa La Trường Âm nhìn Lâm Khâm Hòa, ánh mắt tràn đầy sự bất mãn, đừng nói với Lạc Lạc như vậy, con biết tâm trạng thằng bé không tốt mà. Dương Đa Lạc dội đầu vào vai La Trường Âm khóc thảm thiết. La Trường Âm liền vội vàng an ủi cậu ta, Lâm Khâm Hòa hai người trước mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay người đi ra khỏi phòng như thể muốn trốn thoát khỏi không gian gò bò, một ngặt này. La Trường Âm vừa vỗ lưng Dương Đa Lạc vừa lau nước mắt trên mặt cậu ta, bà nhẹ giọng nói, rồi mà, đừng khóc nữa mấy ngày nay ngủ lại ở nhà mẹ la được không, ngày mai muốn ra ngoài chơi không? Dương Đa Lạc chỉ khóc mà không nói gì, La Trương Âm nghe thấy điện thoại Dương Đa Lạc đổ chuông liền dỗ dành, xem ai gọi cho con này. Không phải là ông bà ngoại của con sao, hai ông bà chắc chắn không muốn nhìn thấy con khóc đâu. Con không muốn nghe, Dương Đa Lạc nức nở nói, rồi rồi rồi, không nghe thì không nghe, mẹ cúp máy giúp con nhé. La Trương Âm nhìn màn hình cuộc gọi, không phải ông bà Phương gọi đến, mà là quan phàm vận, tình nhân của Dương Tranh Minh. Bà nhân lại, cúp thẳng cuộc gọi, dặn dò Dương Đa Lạc, sau này, lỡ như người đàn bà họ quan kia còn tới tìm con thì cứ lơ cô ta đi, đừng để ý làm gì. Mấy năm này, Dương Tranh Minh có rất nhiều tình nhân, trong hai năm gần đây, quan vận phàm là người ở bên cạnh ông lâu nhất. Lần trước, cô ta đến tận trường tặng quà cho Dương Đa Lạc, Dương Đa Lạc tức giận đến nỗi xin nghỉ học về nhà, cũng chẳng thèm ăn cơm. La Trường Âm cho rằng người đàn bà này là nguyên nhân khiến Dương Đa Lạc cư xử thất thường, bà nghĩ mình nên tìm cơ hội nói chuyện với Dương Tranh Minh một chút, đừng để quan phạm vận quấy dày Dương Đa Lạc nữa. Lâm Khâm Hòa trở về phòng ngủ, đèn không thèm bật, cứ thế ngồi xuống chiếc ghế ngoài trời đặt trước ban công. Anh im lặng một lúc rồi lấy điện thoại ra xem, nửa giờ trước đào khê có gửi cho anh một tin nhắn. Hồi nãy đàn chỉ kiều có nói với em là em đã bán được một bức tranh ở buổi triển lãm rồi đó, tận 20 ngàn cuối tuần này em sẽ mời anh đi ăn một bữa thật ngon, đắt cũng chả sao cả, vì bây giờ em đã là người có tiền rồi. Nối tiếp loạt tin nhắn ấy là những chiếc ghép động vật rất phong phú, mèo, chó, gà, vịt đang nhảy nhót có đủ cả. Lâm Khâm Hòa nhìn những chiếc ghép kia mà nở nụ cười. Anh liếc nhìn đồng hồ, vừa hay lúc này đang là giờ nghỉ dài lao, vậy nên anh cứ thế gọi điện cho Đào Khê. Đợi em chút, để em ra khỏi lớp cai đã. Sau khi cuộc gọi được kết nối, một đống âm thanh ầm ĩ vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân vùn vã của đào khê đang dần bước xa khỏi hàng loạt tiếng động hỗn loạn kia. Rồi, nói được rồi, chuyện trong nhà anh thế nào rồi? Lâm Khâm Hòa nhìn bóng cây lung lay trong làn gió đêm ngoài ban công tựa làn sương mù mỏng tăng bị khóa chặt trong ngôi biệt thự này, đáp rằng, giải quyết xong rồi, em tham gia buổi triển lãm từ khi nào vậy, sao không nói anh biết? Em đưa một bức tranh cho thầy, thầy ấy giúp em đem nó vào buổi triển lãm, em không biết là tranh của em bán được cơ đấy lại còn nhiều tiền như vậy giọng nói của đào khê không che giấu nổi sự hưng phấn cậu tiếp lời sau này em muốn bán thật nhiều tranh kiếm được thật nhiều tiền em muốn mua một ngôi nhà thật lớn phải là nhà có sân sau cơ tụi mình sẽ cùng trồng thật nhiều hoa và cây ơ ờ mà không được anh bị dị ứng phấn hoa kia mà vậy thì nuôi mèo hoặc cún cũng được khoan đã anh không bị dị ứng với chó mèo mà phải không Lâm Khâm Hòa cười khe khẽ, không dị ứng đâu. Đào Khê thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nói tiếp, vậy thì tốt rồi. Và mỗi năm chúng ta sẽ đi du lịch một nơi, anh chụp ảnh, em ở bên cạnh vẽ vời, trở về em sẽ đưa tranh đến buổi triển lãm, mà có khi em cũng tổ chức một buổi triển lãm nhiếp ảnh cho anh được luôn ấy. Lâm Khâm Hòa nhàn nhã nằm trên ghế tựa, nhưng mặt ngắm nhìn vầng trăng khuyết trên màn đêm, nghe Đào Khê kể về những kế hoạch trong tương lai của họ anh nhận thấy đào khê chưa bao giờ nói đến gia đình và quá khứ của cậu ngoại trừ cô em gái bị bệnh ra thì ở trong lòng đào khê tựa hồ chỉ có tương lai dạng người và anh anh cảm thấy kế hoạch của em thế nào đào khê ngập ngừng một chút căng thẳng hỏi lâm khâm hòa hỏi mỗi năm đi một nơi sao nếu có nhiều thời gian thì sẽ đi nhiều nơi hơn nữa nhưng mà em nghĩ đến lúc đó công việc của anh sẽ rất bận rộn cho mà xem đào khê đáp bọn họ nói qua nói lại vu vơ về tương lai mất hết mấy phút mãi đến khi đào khê thúc giục sắp vào học rồi em cúp máy đã lâm khâm hòa vội vàng nói trước khi cúp điện thoại hôm nay em vẫn chưa đưa chuyện tranh cho anh đào khê nói hôm nay anh đi đột ngột quá ngày mai em sẽ đưa cho anh cậu vừa nói vừa đi vào phòng nhỏ giọng thì thầm mà chắc em không cần phải vẽ chuyện cho anh hết cả đời đâu ha lâm khâm hòa nghe được nở một nụ cười nhỏ dịu dàng nói đương nhiên rồi sau khi cúp máy Lâm Khâm Hòa mở WeChat, đến lúc này mới nhớ ban nãy Tô Vân có gửi một tin nhắn cho anh, là tài liệu học tập được bổ sung thêm của trường. Anh chuyển toàn bộ tài liệu qua cho Đào Khê rồi mở khung chat của Tô Vân, vốn muốn nhờ Tô Vân đi mua lại bức tranh mà Đào Khê vừa mới bán được nhưng suy nghĩ chút lại thôi. Sau này sẽ có rất nhiều người như anh mua lại những bức tranh quý giá của Đào Khê. Lâm Khâm Hòa đứng dậy, vào trong phòng và bật đèn lên, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ tủ sách bị khóa. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong đựng một cuốn sách. Đây là tất cả những tấm truyện tranh mà Đào Khê đã vẽ cho anh, mỗi tấm mỗi tấm một đều được anh tỉ mỉ bọc vào trong sách. Anh lật tập truyện tranh ra, như thể đang mở ra một quyển, nhìn lẻ một đêm, chỉ thuộc về mình anh. Thật ra, từ hồi còn nhỏ đến giờ, anh chưa từng cảm thấy hứng thú với truyện tranh lắm nhưng khi còn bé hơn thế, anh đã từng rất mong chờ la trương âm sẽ kể cho anh những câu chuyện nhỏ trước khi đi ngủ như cách bà vẫn luôn kể chuyện cho dương đa lạc mỗi đêm trong phòng của cậu ta lâm khâm hòa cúi đầu nhìn tấm truyện tranh thứ nhất đây là tờ đầu tiên đào khê đưa cho anh mặt trăng cậu là một ngôi sao ư thiên thạch nhỏ bây giờ mình chỉ là một thiên thạch nhỏ mà thôi nhưng một ngày nào đó mình sẽ biến thành một hành tinh nhỏ tỏa sáng người ngợi mặt trăng tại sao cậu lại muốn trở thành một hành tinh thiên thạch nhỏ, bởi vì mình sẽ giống như mặt trời, giữa vũ trụ bao la có thể soi sáng cho cậu. chương 43, Đào Khê nhận được 20.000 tệ 71 triệu tiền bán tranh, cậu lấy 10.000 tệ trong số ấy ra để gửi về cho Đào Lạc. Chủ nhật lúc đang học vẽ, cậu dò hỏi Kiều Hạc Niên về người mua tranh, lúc này mới biết đó là một họa sĩ nghiệp sư, chuyên thu mua các tác phẩm không mấy nổi tiếng nhưng có tương lai đầy hứa hẹn, đợi sau này sẽ bán lại với giá cao. Qua cô cháu gái của mình, Tiểu học niên biết được rằng hoàn cảnh gia đình của Đào Khê không tốt lắm, vì vậy ông đã đặc biệt nhờ người có chuyên môn giúp ông bán lại bức tranh của học trò mình vẽ, coi như trợ cấp cho cậu một chút ít phí sinh hoạt và tiền vẽ tranh nhưng ông sợ Đào Khê sẽ bị đồng tiền làm cho lóa mắt, nghiêm giọng dặn dạy cậu. "Về sau, tranh của cháu sẽ một lúc một tuần tục và trưởng thành hơn, sẽ có nhiều tác phẩm bước chân vào thị trường hơn, nhưng việc theo đuổi nghệ thuật của cháu tuyệt đối không thể để bị thị trường chi phối mà bão hòa, không được để đồng tiền mua chuộc, cháu biết chưa?" Cháu biết rồi thưa ông nội. Đào khê ngoan ngoãn gọi một tiếng thân thiết. Tiểu Hạc Nhiên là một người thầy rất tốt. Ngoài việc dạy cậu vẽ tranh, ông còn chỉ bảo cho cậu về những nguyên tắc làm người và làm việc. Cậu cũng đã đổi cách gọi từ thầy, sang, ông nội. Được rồi, hôm nay học tới đây thôi. Hiếm có hôm nào thời tiết lại đẹp như vậy. Lát nữa ta sẽ đi câu cá với mấy ông bạn già. Cháu cũng ra ngoài đi chơi thả lỏng một chút đi nhé. Tiểu Hạc Niên buông hỏa cụ xuống, nói. Đào Khê vui vẻ trong lòng, vốn dĩ cậu và Lâm Khâm hòa hẹn gặp nhau tối nay, nhưng bây giờ lại hơi được thêm mấy tiếng nữa, vì vậy liền vội vàng nhắn tin cho Lâm Khâm hòa, sau đó giúp Kiều Hạc Niên thu dọn phòng tranh. Được ra ngoài chơi mà vui thế sao? Kiều Hạc Niên buồn cười nhìn gương mặt vui vẻ phấn khởi của Đào Khê, trong lòng nghĩ, đứa trẻ có ngoan đến mấy thì vẫn ham chơi. Đào Khê dỗ ngọt Kiều Hạc Niên vài câu, giúp ông chuẩn bị mũ che nắng đi câu cá cùng một bình nước rồi tiện ông ra sân sau đó đứng ở đó đợi lâm khâm hòa tới đón thời tiết quả thật rất đẹp căn nhà cũ với bức tường gạch đỏ cùng hàng ngói xanh rêu đang uể oải phơi mình trong nắng ấm mùa đông cây tiêu huyền cao lớn chỉ còn lại thân cây và trà cây màu xám trắng con đường nhựa trải đầy lá cây ngô đồng yên tĩnh tựa làn nước cùng với đó là những vệt sáng vụn vặt loang lổ rơi trên mặt đường làn gió và ánh mặt trời đều thật tĩnh lặng giống như tâm tình của cậu lúc đang đợi lâm khâm hòa vậy không tới nửa tiếng sau lâm khâm hòa đã đến Lúc anh tới, Đào Khê đang ngồi trên chiếc ghế dài buồn chán cầm phiến lá cây ngô đồng nghịch chơi. Nhìn thấy Lâm Khâm Hòa bước vào sân, cậu vội đứng lên nhảy mấy bước qua, khoe cho anh cái lá cây ngô đồng như đang hiến vật báu. Anh coi nè, cái lá này đẹp ghê, mà còn to nữa. Đào Khê lấy lá cây che mặt mình, cười hỏi, có phải còn bự hơn cả mặt em không? Lâm Khâm Hòa nắm lấy bàn tay đang cầm lá của Đào Khê, nhẹ nhàng đẩy sang một bên để lộ ra gương mặt của cậu, Nhìn đôi mắt hơi mờ to kia, đôi đồng tử trong veo như thủy tinh dưới ánh nắng vàng. Khóe môi anh khẽ cong lên, là rất đẹp mới đúng." Đào Khê sững sờ, mờ mịt nghĩ, rõ ràng là cậu có hỏi câu này đâu. Đào Khê đặt phiến lá lên bàn đá ngoài sân rồi lên xe cùng Lâm Khâm Hòa. Vốn dĩ cậu định mời Lâm Khâm Hòa đi ăn tối nhưng hôm nay có nhiều thời gian nên cậu muốn thay đổi kế hoạch một chút. Em muốn mời anh tới khu vui chơi chơi trước đã, được không anh?" em chưa từng tới đó. Đào Khê hỏi. Được, Lâm Khâm Hòa đồng ý. Thực ra anh rất hiếm khi tới những chỗ ấy, chỉ có hai lần là vì phải đi cùng Dương Đa Lạc. Bởi vì thời tiết tốt cộng thêm hôm nay là cuối tuần nên bên ngoài khu vui chơi đông nghịt người, hai người xếp hàng mất gần 20 phút mới vào được. Đào Khê muốn nắm tay Lâm Khâm Hòa, nhưng nhiều người quá nên cậu hơi ngượng, chỉ đành đi sát bên cạnh anh, nhìn trò gì cũng thấy mới mẻ muốn chơi. Em muốn chơi cái kia. Đào Khê chỉ căn nhà ma cách đó không xa, cậu tính rồi, vào trong đó xung quanh tối mù thì cậu có thể nắm tay Lâm Khâm Hòa mà chẳng kiêm nể gì. Lâm Khâm Hòa nhìn căn nhà ma kia, gật đầu đồng ý. Hai người mua vé rồi bước vào, lúc này Đào Khê mới nhận ra là căn nhà ma này không hề đáng sợ hay kinh khủng như mình nghĩ, cũng chẳng cần đi, chỉ cần ngồi lên một đoàn tàu nhỏ là người ta trở vào trong. Có rất nhiều em nhỏ ngồi cùng toa với ba mẹ mình, trên toa xe còn vẽ các nhân vật hoạt hình nữa. Đào Khê nhìn đoàn tàu toàn là những bạn nhỏ, hơi xấu hổ nói với Lâm Khâm Hòa, hình như cái nhà ma này không giống với những gì em nghĩ cho lắm. Cậu nhận ra rằng trừ phụ huynh ra thì chỉ có hai người họ là trên 12 tuổi. Vài người lớn cùng nhân viên đều đang nhìn họ cười cười. Hay là mình đổi chỗ khác nha anh? Đào Khê hỏi, không cần đâu. Lâm Khâm Hòa bỗng nắm lấy bàn tay phải của Đào Khê, trái tim cậu này lên một cái, nghiêng đầu nhìn anh. Lâm Khâm Hòa kéo cậu ngồi xuống toa xe chật hẹp phía cuối cùng, cúi đầu nói với cậu, "Bây giờ có thể nắm tay em rồi." Hàng mi đào khê khẽ run rẩy, cậu nhìn sườn mặt của Lâm Khâm Hòa, cảm nhận được năm ngón tay của anh đang lồng vào tay mình, lòng bàn tay của hai người áp sát lấy nhau, chặt tới nỗi dường như cậu có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim qua lòng bàn tay của đối phương. Một hồi chuông vang lên, đoàn tàu nhỏ từ từ lăn bánh và tiến vào ngôi nhà ma giữa những tiếng líu ríu của các bạn nhỏ nơi này đáng lẽ nên gọi là nhà yêu tinh mới đúng. Giữa tiếng nhạc kỳ ảo, ánh sáng và bóng tối huyền truyền tạo nên những chú yêu tinh và quỷ hồn quay tròn nhảy múa, biểu diễn những câu chuyện quen thuộc mà khó đoán trong màn sương mờ ảo. Tuy không làm người ta sợ hãi, thậm chí còn khá đẹp nhưng vẫn khiến nhiều cô cậu nhóc sợ tới mức nhào vào lòng ba mẹ khóc giống lên, phá hỏng mất sự mộng ảo vốn có của nơi đây. Đào Khê cảm nhận được độ ấm từ năm ngón tay của Lâm Khâm Hòa, bỗng cậu dựa sát vào người anh hơn một chút, nhưng người áp ngực lên cánh tay của anh. Sợ sao em, Lâm Khâm Hòa cảm nhận được động tác ỉ lại của đào khê, nhưng đầu thấp giọng hỏi bên tai cậu. Chiếc tàu nhỏ chạy vào con đường hẹp thẳng tắp, nương theo ánh sáng mở ảo u tối, đào khê hơi nhón người đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên môi Lâm Khâm Hòa. Lần này không mắc phải sai lầm nữa rồi, ánh mắt cậu lập lòe ánh sáng, đắc ý nói khẽ với Lâm Khâm Hòa, em học được rồi nha. Lâm Khâm Hòa bỗng siết chặt bàn tay của cậu lúc đào khê còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy lên thành tàu mềm mại, ngay sau đó là một nụ gấp gáp rơi trên môi cậu. Lâm Khâm Hòa không trực tiếp tiến vào khoang miệng cậu mà ngậm lấy môi dưới của cậu khẽ mút nhẹ một cái rồi hơi tách ra, để lại cho cậu chút không gian để hít thở. Bàn tay phải đang nắm chặt bị anh Vân Vê xoa nắn, lòng bàn tay bị vuốt ve nóng tới mức gần như ướt đẫm mồ hôi. Trong chốc lát, ý thức của cậu không biết nên tập trung vào môi hay vào tay, chỉ cảm thấy cả người đều nóng bừng lên dường như cảm giác được rằng cậu không tập trung, Lâm Khâm Hòa xâm nhập vào khoang miệng của cậu, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, anh ngậm lấy đầu lưỡi của cậu khẽ mút nhẹ. Đầu óc đào khê kêu ong ong, cảm giác bản thân không thể thở nổi nữa. Nụ hôn kết thúc, đào khê dựa lên toa tàu thở gấp, căng thẳng nhìn xung quanh, chiếc tàu nhỏ vừa chạy qua con đường hẹp, tiến vào một phòng khiêu vũ rộng lớn. Cô bạn nhỏ ngồi ở toa trước bỗng quay đầu nhìn hai người họ. Đào khê nheo mắt, chột giả cúi đầu. Lúc hai người bước ra khỏi nhà ma, Đào Khê còn chưa quen với việc bước ra từ trong bóng tối, dưới ánh nắng cho trang mà ấm áp, cậu khẽ híp mắt để thích ứng với ánh sáng. Từ lúc bước ra khỏi tàu lâm khâm hòa vẫn nắm lấy tay cậu. Người khác sẽ nhìn thấy đó anh, Đào Khê để mặc lâm khâm hòa nắm lấy tay mình nhưng vẫn nhắc nhở. Em xem kìa, bạn nhỏ nào cũng được nắm tay cả. Lâm Khâm Hòa lơ đễnh nói. Đào Khê sừng sốt, nhìn các bạn nhỏ cũng vừa đi từ trong xe ra. Quả thật là bạn nào cũng được ba mẹ dắt tay, có cậu nhóc bị dọa tới mức khóc hu hu cả một đường, gương mặt đẫm nước mắt như một chú mèo mướp nhỏ, còn cậu. Đào khê liếm vành môi dưới hơi xương của mình, trột dạ mà rời mắt đi. Bỗng nhiên, đào khê ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lâm khâm hòa, hít mắt hỏi sao em cứ có cảm giác rằng anh rất có kinh nghiệm nhỉ. Có phải là trước kia anh yêu đương nhiều lắm rồi phải không? Lâm khâm hòa nhét tay cậu vào túi áo khoác của mình, dẫn cậu đi ra ngoài, sắc mặt bình thản nói, không có đâu. Vậy sao em lại, đào khê nói thầm được một nửa thì dừng lại. Lại làm sao, lâm khâm hòa quay đầu nhìn cậu, khẽ nhướng mày. Đào khê nghẹn lời, nói, không, không làm sao cả. Không phải chỉ là tích lũy kinh nghiệm thực chiến thôi hay sao? Cậu thông minh như vậy, học cái sẽ biết liền cho coi. Hai người chơi thêm vài trò nữa, mấy trò mà đào khê từng nhìn thấy trên tivi như tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc, xe điện đụng, đều chơi cùng với lâm khâm hòa một lượt đào khê nhận ra tuy lâm khâm hòa không nói gì nhưng dường như cũng rất thích chơi những trò này cậu có thể cảm nhận được sự vui vẻ không nói ra lời của anh vì vậy sau này cứ thấy trò nào mà lâm khâm hòa dừng mắt lâu một chút thì cậu sẽ dẫn anh tới đó chơi mãi cho đến khi trời sầm tối sương chiều nặng nề rơi xuống hai người mới thôi không chơi nữa ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài đào khê tới một cửa tiệm nhỏ mua hai ly kem một ly vị dâu tây cái còn lại vị vani, chia cho lâm khâm hòa mỗi người một vị. Tuy rằng bây giờ đang là mùa đông nhưng cảm giác lành lạnh này không khiến người ta cảm thấy bị buốt. Mặt trời lặn trên vòng đô quay cao chọc trời phía xa xa kia, ánh hoàng hôn màu vỏ quyết nhìn họ qua, con mắt, của thành phố. Hai người dựa sát vào nhau, thi thoảng đào khê lại xúc một muỗng kem vani trong cốc của Lâm Khâm Hòa, sau đó Lâm Khâm Hòa cũng không ăn nữa, đào khê thẳng tay chiếm lấy luôn có hai bé trai đâu đấy khoảng 7 đến 8 tuổi ngồi đối diện với nhau trên một chiếc ghế dài. Cậu bé mặc bộ quần áo màu đỏ cúi đầu nghịch cái Rubik trong tay, xoay nửa ngày cũng không lắp được. Rốt chưa kìa, cậu nhóc mặc bộ đồ màu xanh ngồi bên cướp lấy cái Rubik, thế nhưng cũng xoay mãi chẳng được. Hai đứa nhỏ bắt đầu cãi nhau rồi mắng nhau ngốc, chẳng hiểu cãi qua cãi lại thế nào mà giờ lại khóc giống lên. Đào khê không nhìn nổi nữa, bước tới giúp hai nhóc xử lý cái Rubik, nhưng cậu xoay một lúc cũng vẫn không được, theo bản năng liền nhìn về phía Lâm Khâm Hòa đã đi tới đây. Lâm Khâm Hòa cầm lấy khối Rubik, những ngón tay thon dài chuyển động rất nhanh, chẳng tới 10 phút mà anh đã xoay cái Rubik kia về lại như cũ rồi. Oa, wow, hai bạn nhỏ ngửa đầu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lâm Khâm Hòa. Đào Khê cũng sùng bái nhìn về phía bạn trai của mình, oa, wow, lên một tiếng, sao cái gì anh cũng biết hay vậy. Lâm Khâm Hòa khom người trả khối Rubik cho cậu nhóc khóe miệng nhếch lên hồi nhỏ chán quá nên anh thường chơi sau khi làm xong việc tốt hai người lại ngồi về chỗ cùng sóng vai ngắm nhìn ánh mặt trời lặn xuống của thành phố đào khê nhìn hai bạn nhỏ nắm tay nhau rời đi bỗng hỏi lâm khâm hòa anh nói xem nếu như em nói là nếu như thôi nha em và anh cùng nhau lớn lên vậy anh sẽ vẫn thích em chứ cậu ngoảnh đầu nhìn lâm khâm hòa cảnh hoàng hôn rực rỡ làm dịu đi gương mặt sâu sắc và dễ nhìn của anh tựa một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc. Anh vẫn sẽ thích, Lâm Khâm Hòa trả lời mà không chút do dự. Đào Khê sướng sờ, đôi mắt cong cong, sao anh lại chắc chắn thế? Nhớ đầu em bị người nhà chiều hư quá chẳng coi ai ra gì, trở thành một tên nhóc vô cùng tùy hứng, thì anh vẫn sẽ thích em sao? Dưới ánh chiều tà, Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê, thấp giọng đáp, anh đã từng nói với em rằng, mọi tính cách trẻ con của em anh đều yêu thích. Lâm Khâm Hòa vươn tay lau vết sữa trắng của kem dính bên môi cậu, nói tiếp, hơn nữa, em chắc chắn sẽ không bị chiều hư đâu. Đào Khê liếm khóe môi, không biết vì sao mà đôi mắt cậu hơi cay. Cậu chớp chớp mắt, không hỏi đề tài này nữa. Cậu nhìn mặt trời lặn đã bị nuốt chừng mất một nửa, cảnh chiều hôn chuyển từ màu vàng đỏ sang cam rồi tím, bầu trời loang lổ vết mực thấm. Đào Khê không nhịn được mà nghĩ không biết lúc lâm khâm hòa còn nhỏ trông như thế nào nhỉ cũng không thích nói chuyện như bây giờ sao nếu như nếu như cậu được cùng lâm khâm hòa trưởng thành cậu nhất định sẽ quấn lấy lâm khâm hòa nói chuyện mỗi ngày chọc cho anh cười cậu đánh nhau giỏi như vậy chắc chắn sẽ không để bất cứ ai bắt nạt lâm khâm hòa chắc chắn sẽ chia sẻ cho anh tất cả những thứ ngon miệng và những điều vui vẻ chắc chắn sẽ tặng cho anh những món quà tốt nhất vào ngày sinh nhật có lẽ hai người cũng sẽ giống hai bạn nhỏ kia cậu xoay con rubik đến loạn cào cào lâm khâm hòa sẽ mắng cậu ngốc nhưng vẫn sẽ giúp cậu quay lại xuân tới cậu sẽ kéo lâm khâm hòa đi tới trường bằng những con đường không có hoa mùa hạ đến sau khi bơi lội về hai người sẽ tranh nhau những miếng dưa hấu để ăn mùa thu họ sẽ cùng nhau leo lên những ngọn đồi nhỏ trong rừng phong nhặt hai chiếc lá đỏ ép thành thẻ kẹp sách tặng cho người kia còn mùa đông bọn họ sẽ ném những quả cầu tuyết thật bự vào nhau chơi mệt rồi thì nằm sóng xoài trên tuyết tạo thành hình chữ đại gia. Cuối tuần cậu sẽ cùng Lâm Khâm Hòa đi học nhạc cụ. Lâm Khâm Hòa học đàn dương cầm, cậu học đàn violin, sau đó hai người sẽ cùng nhau biểu diễn hợp tấu trong hội diễn văn nghệ của trường. Trong những kỳ nghỉ dài ngày, bọn họ sẽ cùng người thân bay ra nước ngoài du lịch. Cậu dùng cỏ hỏa lên phong cảnh, còn Lâm Khâm Hòa dùng ống kính chụp phong cảnh và cậu. Còn có, rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa bọn họ nhất định sẽ có một tuổi thơ và một thanh xuân tươi đẹp tuyệt vời bên nhau đào khê thở dài một hơi gạt đi những ảo tưởng trong đầu rồi bỗng nhiên cậu vươn đôi bàn tay lạnh lẽo của mình nhét vào trong cổ áo của lâm khâm hòa quả nhiên anh bị lạnh tới giật nảy mình bắt lấy cái tay đang làm chuyện ác của cậu rồi đút vào trong túi áo khoác lâm khâm hòa không tức giận vì trò đùa quái đàn của cậu đôi bàn tay ấm áp của anh bao lấy tay cậu trong túi áo nhìn cậu hỏi vừa nãy em nghĩ gì vậy nghĩ xem tối nay nên mời anh ăn ở đâu. Đào Khê kéo Lâm Khâm Hòa đứng dậy, "Cậu nghĩ, cuộc đời một con người dài như vậy, cả tương lai sau này đều thuộc về cậu và anh. Dường như không có điều gì phải nuối tiếc cả." Chương 44, có lẽ bởi vì chưa đến kỳ thi cuối kỳ nên tiết thể dục may mắn thoát khỏi bàn tay của các thầy cô dạy môn chính. Như thường lệ, thầy thể dục cho học sinh làm một vài bài tập luyện rồi thả cho bọn họ hoạt động tự do. Đào Khê đã đăng ký thi TOEFL vào tháng 1 đang định tìm một chỗ nào đó học tập cùng Lâm Khâm Hòa thì bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy vai cậu. Khê ca, tất thành phi ôm quả bóng rổ cười hì hì với cậu, vừa định chào hỏi Lâm Khâm Hòa nhưng chẳng biết vì sao lại tự giác buông bàn tay đang đặt trên vai Đào Khê xuống, ngựa ngùng nói với Lâm Khâm Hòa, chào Lâm học thần nha. Đào Khê liếc nhìn quả bóng rổ trong tay tất thành phi liền biết người này tới tìm mình để làm gì, cậu từ chối thẳng thừng, mình không muốn chơi bóng rổ. Vẻ mặt tất thành phi héo quát cầu xin cậu, Khê ca ơi, cậu giúp mình thêm lần này đi mà. Lớp trưởng cũng đồng ý chơi nữa, mình hẹn đấu một trận với lớp phó thể dục lớp số 2 rồi, bên phía quân địch còn có từ từ kỳ nữa. Cậu không muốn đánh chúng nó một trận ra bã luôn sao? Đương nhiên là cậu ta không dám tới tìm lâm khâm hòa giúp đỡ nên đành rủ dê đào khê thôi. Đào khê liếc nhìn về phía sau, đứng cách đó không xa là Lý Tiểu Nguyên với gương mặt tròn như bồ tát đang đợi tất thành phi lôi kéo đồng đồi nhìn thấy cậu liền nở nụ cười bất đắc dĩ cậu cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc trong lòng khẽ động nhìn về phía lâm khâm hòa hỏi anh anh có thể chơi một trận bóng rổ với em không tất thành phi chắp hai tay dùng ánh mắt cầu thần bái phật nhìn lâm khâm hòa lâm khâm hòa không do dự mà nói được tất thành phi phấn khởi vô cùng rối rít cảm ơn hai người rồi chạy đi tìm thêm người khác tới chơi đào khê cùng lâm khâm hòa bước chậm vào sân bóng rổ Cậu vừa đi vừa đá những hạt nhựa trên mặt sân cỏ, bỗng nói với Lâm Khâm Hòa: "Thực ra trận bóng rổ sau hôm khai giảng ấy là em kêu tất thành phi tới tìm anh đó." Khi ấy cậu vừa mới biết được rằng Dương Đa Lạc là người được trao đổi với cậu, trong lòng chỉ chất chứa toàn là những bất mãn cùng không cam chịu, muốn dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của Lâm Khâm Hòa, lại còn dùng một cách vô cùng ngu xuẩn như vậy nữa. "Anh biết," Lâm Khâm Hòa nói, anh nhìn Đào Khê trong mắt mang theo chút dí dỏm mà hỏi ngược lại nếu không thì em nghĩ anh sẽ đồng ý với tất thành phi sao đào khê sững sờ trái tim như bị một ngón tay cào nhẹ cậu bất giác dừng bước hỏi lâm khâm hòa với vẻ khó tin lẽ nào không phải vì tất thành phi hứa rằng sau này sẽ không làm phiền anh nữa sao biểu cảm trên gương mặt lâm khâm hòa tựa như hơi cạn lời nói em cho rằng anh sẽ tin tưởng cậu ta tuân thủ lời hứa mà im miệng sao đào khê lắc đầu tin vào cái miệng của tất thành phi thì chẳng bằng tin lời của quỷ. Nhưng mà, cậu khẽ mím môi, nhỏ giọng oán trách, nhưng hình như lúc đó anh ghét em lắm mà. Khi ấy cậu vẫn nhớ như in bộ mặt lạnh hơn cả nam cực của Lâm Khâm Hòa. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Lâm Khâm Hòa hơi cau mày, tựa như đang kiểm điểm lại thái độ của bản thân lúc đó, nghiêm túc nói với Đào Khê, xin lỗi em, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng ghét em. Đào Khê kinh ngạc nhìn Lâm Khâm Hòa, Cậu không ngờ rằng anh lại nói lời xin lỗi với cậu. Những lời oán trách bỗng bay biến cả, cậu tự ngẫm rồi nói, không sao đâu anh, bản thân em cũng có vấn đề mà. Lâm Khâm Hòa hỏi, vấn đề gì cơ? Em, Đào Khê nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu rồi bỗng phản ứng kịp, quay đầu lại nhìn quả nhiên thấy khóe môi Lâm Khâm Hòa mang theo ý cười. Khá lắm nha, người ta vừa xin lỗi một câu thôi mà cậu đã ôm hết lỗi về mình rồi. Vì có Lâm Khâm hòa nhập đội nên tất thành phi nhanh chóng tìm được thêm một vài thành viên khác. Cuối cùng, bao gồm cả dự bị thì lớp số 1 có tổng cộng 9 đội viên, lớp số 2 có 10 người. Thật ra cả hai lớp đều quen thân nhau cả rồi, nhưng bọn họ không ngờ rằng Lâm Khâm hòa lại tới, có không ít người muốn bỏ không chơi nữa. Từ từ kỳ nhìn Lâm Khâm hòa cùng Đào Khê vừa nói chuyện vừa bước tới liền quay đầu nhìn về phía Dương Đa Lạc đang đứng ở bên ngoài sân bóng, quả nhiên trông thấy sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi đào khê cởi áo ngoài ra vận động tay chân rồi nói với lâm khâm hòa thử xem xem giữa hai người bọn mình ai giành được nhiều điểm hơn nhé lâm khâm hòa đưa chiếc bao cổ tay mới mua cho đào khê dặn dò nhớ chú ý tới cổ tay đừng để bị thương đào khê tháo chiếc vòng lục tùng thạch ra cho vào túi áo đeo bao cổ tay lên sau đó đeo một chiếc khác cho lâm khâm hòa xung quanh sân bóng có rất nhiều cô gái vì nghe ngóng được tin tức mà chạy tới coi trận đấu chưa bắt đầu nhưng không khí đã trở nên rất náo nhiệt rồi đào khê nhận ra lúc mình đeo chiếc băng cổ tay của lâm khâm hòa lên thì có không ít cô nàng thét lên chói tai cậu không hiểu bọn họ đang hò hét cái gì nữa trận đấu nhanh chóng bắt đầu vẫn là sự phối hợp tuyệt vời giữa đào khê lâm khâm hòa và lý tiểu nguyên mới mở màn chưa được bao lâu đào khê đã yểm trợ cho lâm khâm hòa giành được một quả ba điểm bầu không khí trong sân bóng bóng bị đẩy lên cao trào sau khi được điểm, Đào Khê chạy đập tay với Lâm Khâm Hòa. Anh nói với cậu, lần tới cho em lấy điểm. Đào Khê đồng ý, được. Lớp phó thể dục lớp số 2 nghe vậy thì cam phẫn nghĩ, đây là trận đấu đấy, không phải chỗ cho hai người tán tỉnh ve vãn lẫn nhau rồi nhường nhau điểm đâu. Trận đấu chưa hề hạ nhiệt chút nào. Lớp số 2 bị dần cho một trận mà bất lực không biết phải làm sao, bọn họ bị đè bẹp ngay từ khi bắt đầu tới tận bây giờ. Mấy cô gái lớp số 2 cũng lười tới cổ vũ cho lớp mình chạy qua lớp số một hò hét nhìn dai đẹp. Cuối cùng đào khê giành được ít hơn Lâm Khâm Hòa 3 điểm. Tay cậu chống đầu gối, thờ hồn hề nói với Lâm Khâm Hòa, lần sau em nhất định sẽ giành được nhiều điểm hơn anh. Trên gương mặt của Lâm Khâm Hòa cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Anh ném quả bóng trong tay cho tất thành phi, nói với Đào Khê, lần sau dẫn em tới đội bóng rổ trường chơi. Rất nhiều thành viên của đội bóng lớp số 2 nghe thấy vậy thì sắc mặt hết xanh lại đỏ. Đào khê không nén được sự vui vẻ, đứng thẳng người, được, vậy chắc chắn còn thú vị hơn trận hôm nay nhiều. Quả nhiên, gương mặt của đội bóng lớp số 2 dài ngoãn ra. Cậu hờ hững tháo băng đô bảo vệ tay, lấy chiếc vòng trong túi áo ra đeo vào tay. Lý Tiểu Nguyên liếc nhìn mấy cô gái đang cầm nước nhưng không dám tiến lên, trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc. Cậu ta nói với thành viên trong đội bóng lớp mình, các cậu đợi mình chút, mình đi mua mấy chai nước. Kết quả là vừa dứt lời thì thấy Dương Đa Lạc ôm theo mấy chai nước chạy tới. Lý Tiểu Nguyên vội bước tới cầm giúp cậu ta, cười nói, Yakun là cậu mau về lớp số 1 đi, cậu xem mấy thành viên bên đội lớp số 2 đều đang lườm cậu kìa. Đợi tới kỳ thi cuối kỳ thì mình sẽ thi đỗ về lớp. Dương Đa Lạc nhếch khóe miệng nói, cậu ta đưa chai nước suối trong tay cho Lâm Khâm Hòa trước, giọng nói mang theo sự lấy lòng Khâm Hòa ca. Lâm Khâm Hòa nhận lấy chai nước Dương Đa Lạc đưa, nói một câu cảm ơn đào khê nhận ra bầu không khí giữa lâm khâm hòa và dương đa lạc có chút kỳ lạ cậu nhìn dương đa lạc đưa chai nước thứ hai tới trước mặt mình cậu đưa tay phải định nhận lấy thì phát hiện ra cậu ta không buông tay ra dương đa lạc nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay màu đỏ trên cổ tay của đào khê tầm mắt chỉ dừng lại vài giây rồi nhanh chóng thả tay sắc mặt đào khê vẫn không khác trước nói lời cảm ơn trận đấu bóng rổ kết thúc chưa được bao lâu thì tan học Đào Khê cùng Lâm Khâm Hòa bước tới căng tin trường ăn cơm. Trên đường đi cậu hỏi anh, "Đúng rồi, chuyện anh tặng em chiếc vòng này còn có ai khác biết không?" Lâm Khâm Hòa nghĩ một lúc rồi đáp, "Chỉ có Kiều Dĩ Đường biết thôi." "Sao vậy em? Lúc ấy anh có hỏi thăm Kiều Dĩ Đường, bởi cô rất am hiểu về mấy đồ trang sức ngọc ngà kiểu này. Vì vậy nên người khác sẽ không biết được." "Không có gì đâu, em hỏi vui vậy thôi." Đào Khê nói. Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê, cũng không nói gì thêm đào khê nhìn chiếc vòng tay bện dây đỏ trên cổ tay mình trong đầu hiện lên vẻ mặt của dương đa lạc lúc nhìn thấy nó tuy rằng chỉ xuất hiện trong chớp mắt nhưng cậu đã thấy được sự căm thù hiện lên trong mắt cậu ta còn cả khoảng thời gian dạo gần đây lúc chạm mặt dương đa lạc vẻ mặt cậu ta có chút không tự nhiên cậu luôn nhạy cảm với những cảm xúc của người khác đối với mình sự căm ghét của dương đa lạc dành cho cậu chỉ có thể đến từ lâm khâm hòa nhưng nếu như chỉ vì bản thân của mình có mối quan hệ tốt với người khác thì tuyệt đối không thể có ánh mắt như vậy được nhưng dương đa lạc đâu biết chiếc vòng này là của lâm khâm hòa tặng cho cậu chứ vậy sự căm ghét của cậu ta khi nhìn thấy chiếc vòng này là từ đâu mà ra cậu ta có tư cách gì hận cậu chứ đào khê cao mày nhớ tới chiếc vòng tay bình an mà đỏ trên cổ tay dương đa lạc mà vốn dĩ phải thuộc về cậu giờ nghỉ trưa lâm khâm hòa vẫn tới lớp tập huấn như thường lệ đào khê đợi anh đi rồi liền đứng lên chạy tới phòng bảo vệ ở cổng trường trong lòng cậu vẫn luôn có những câu hỏi dồn nén lại mà chẳng có lời giải đáp chú ơi dạo gần đây ba cháu có tới không ạ à? đào khê hỏi anh bảo vệ quen thuộc kia bảo vệ có ấn tượng rất sâu với ba của cậu học sinh này thậm chí chắc tới người này là lại thấy phiền giọng nói không dễ nghe cho lắm không phải lần trước nói với cậu rồi sao bảo ba cậu sau này tới trường ít thôi Mấy hôm trước lúc tan học ông ta còn ngồi trồm hồn ngoài cổng trường ấy, suýt chút nữa tôi còn tưởng ông ta là kẻ trộm định bắt đi đấy. Ông ta ngồi ngoài cổng trường làm gì vậy à? Đào khê hỏi. Tôi cũng thấy kỳ lạ, ngồi được một lúc thì đi, ai không biết còn tưởng ông ta đang nghiên cứu địa hình địa chất ấy chứ. Bảo vệ nhíu mày nói. Đào khê im lặng nói, cháu xin lỗi đã gây nhiều phiền phức tới cho chú à. Có cơ hội cháu nhất định sẽ nói với ông ấy đừng tới đây nữa. Đào Khê xoay người rời khỏi phòng bảo vệ. Đào Kiên tới tìm cậu chỉ có một lý do mà thôi tiền. Nhưng ông ta đến mấy lần mà đều không tìm cậu. Vậy ông ta có thể tìm ai? mươi 45, đến gần cuối năm, kỳ thi của trường trung học nhất trung văn hoa như bom được kích nổ. Sau khi làm xong một bài kiểm tiếng Anh, hơn nửa lớp số một đều chìm trong tinh thần uể oải, không phấn chấn nổi. Đại diện môn tiếng Anh Kim Tinh cầm trong tay toàn bộ bài thi bước vào lớp, gõ lên bục giảng, tỉnh, tỉnh hết đừng ngủ nữa, sắp phát bài rồi. Cô Tất nói lần này bài làm nát lắm, chắc chắn lát nữa bà vào sạc một trận cho coi. Các học sinh than thở về tốc độ chấm bài như tên lửa của Tất Ngạo Tuyết nhưng trong số đó lại có vài bạn nam lớn tiếng nói với Kim Tinh, đại diện ơi, mình thấy tâm trạng cậu khá tốt ha. Cậu đạt được điểm cao hả? Kim Tinh cười mắng cậu ta vài câu, bỗng nhiên Tất Thành Phi đi lên bục giảng, giơ tay lớn tiếng, chẳng phải đây là một tin vui sao? có tin nóng hổi vừa thổi vừa sơi các bạn ơi, tối chủ nhật này, tại Grandios, phòng riêng 225, sẽ tổ chức sinh nhật cho người đẹp kim tinh. Mọi người đến tham dự nhé, mình cũng sẽ đến góp vui. Gốc là tang hoang, xa hoa, sang trọng, hán Việt là đường hoàng. Vì edit theo hán Việt thấy không được sang chảnh nên mình đã dùng từ Grandios, có nghĩa tương tự để thay thế. Cả lớp bắt đầu gieo hò ở Mỹ, kim tinh đập giấy lên đầu tất thành phi mắng, ai nói tôi sẽ mời cậu. Đào Khê biết chuyện, trước khi Kim Tinh đặc biệt đưa cậu thiệp mời tự làm, cậu quay sang hỏi Lâm Khâm Hòa, anh đi không? Lâm Khâm Hòa tịch thu tấm thiệp đầy ý tứ kia, trả lời, anh sẽ đến nhà ông nội vào tối chủ nhật. Thật ra, nếu không phải đến thăm ông, bình thường anh cũng sẽ từ chối. Em có đi không? Lâm Khâm Hòa hỏi Đào Khê. Đào Khê do dự một lúc, chắc thế à? Lúc Kim Tinh đưa thiệp, cô đã ngỏ lời xin lỗi đối với vụ việc của giang hinh vân cách đây khá lâu nhưng đào khê không thấy cô sai chỗ nào thậm chí khi ấy kim tinh còn nói giúp cậu khi nào tiệc kết thúc thì anh đến đón em lâm khâm hòa nói hai mắt của đào khê sáng lên gật đầu đáp vâng em đợi anh đến tối chủ nhật dựa theo địa chỉ kim tinh đưa đào khê phải bắt hai chuyến xe buýt mới đến được lắp cao cấp grandios dưới sự chỉ dẫn của phục vụ Đào Khê đi đến phòng riêng và bị mấy tiếng thét quỷ khóc sói chu làm cho khó chịu. Đây là lần đầu tiên cậu đến một cây tivi lớn như này, vì không thích hát hò lắm nên tính tìm một lý do để chuồn sớm thì giữa đường chạm mặt một người không ngờ đến. Đào Khê, quan phàm vận diện một thân váy ngắn đính kim sa, trang điểm đậm và còn kẹp một điếu thuốc dành cho phụ nữ trên tay. Cô ta mỉm cười, tới tham gia buổi tụ họp sao. Đào Khê không ngờ rằng người phụ nữ này lại nhận ra mình chỉ sau một lần gặp mặt tại triển lãm tranh. Cậu lơ mơ nhớ ra vài ngày trước, Quan Phạm Vận từng gửi lời mời trên nhóm WeChat của Hiệp hội tranh của người trẻ. Cậu trả lời, không ạ, à, em đến ăn sinh nhật của bạn cùng lớp. Quan Phạm Vận vừa cười vừa tiếp lời, chị mong em có một trải nghiệm vui vẻ. Tiệc tổ chức ở phòng riêng 334 nhé. Cô ta hít một hơi thuốc lá và tiến lại gần ở đó có khá nhiều người chị quen đã đi du học và một số hôm nay sẽ đi. Có lẽ em nên làm quen với họ đấy. Đào khê hơi nghiêng đầu né làn khói thuốc và hương thơm ngọt ngào ấy làm cậu trao mày. Cậu không thể lý giải được sự nhiệt tình bộc trợt này của quan phàm vận nên nhạt nhẽo đáp. Cảm ơn chị nhưng tiệc sinh nhật của bạn em sắp diễn ra rồi, em cần đến đấy trước. Quan phàm vận cười nói, không sao đâu, nếu em thấy chán thì có thể đến chỗ bọn chị chơi. Tạm biệt quan phàm vận. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, đảm bảo không dính mùi thuốc lá mới bước trên tấm thảm mềm mại để đến phòng riêng. Đào Khê nhớ lại quan phàm vận mặc lên mình tà váy trắng và trang điểm nhẹ đi theo Dương Tranh Minh vào buổi triển lãm lần trước, cô ta của hiện tại và lúc ấy như hai người hoàn toàn khác biệt. Cậu cũng nhớ đến bức tranh do Phương Tuệ vẽ, sắc trắng tinh khôi điểm tô trên chiếc váy bà mang. Cậu nhếch khóe miệng rồi đẩy cửa phòng 225, vừa vào đã thấy tất thành phi ôm micro hát nói yêu em, thật to về phía Kim Tinh đang ngồi giữa sofa. Thấy Đào Khê đến, Tất Thành Phi ngừng hát, lớn tiếng gọi, Khê ca. Phòng riêng có diện tích khá tương đối rộng, Đào Khê thấy hơn nửa lớp tới tham dự, thậm chí trong đó có cả Hoàng Tình. Cậu để ý Kim Tinh có chút thất vọng sau cậu đi vào nhưng vẫn mau chóng đứng dậy chào đón và chân thành nói, Đào Khê à, cảm ơn vì đã tới dự. Mong tối nay cậu có một trải nghiệm vui vẻ. Đào Khê tặng quà cho Kim Tinh, nở một nụ cười, chúc mừng sinh nhật. Cậu chào hỏi các bạn học khác rồi tìm một chỗ trống trên sofa, bên cạnh cậu là Hoàng Tình đang xem bài tập trên điện thoại, thấy cậu ngồi xuống liền hỏi, Lâm Khâm Hòa có tới không? Đào Khê ngơ ngơ, lắc đầu đáp, tối nay cậu ấy có việc bận. Hoàng Tình thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đọc đề. Trên bàn chất đầy bia và đồ uống, ánh sáng năm màu từ đèn led quét qua bức tường mượt mà không biết ai đã chọn bài hát tẩy não này khiến cho mấy đứa bình thường vốn năng động đổ xô giành giật micro và hát như điên. Đột nhiên, chúng múa may quay cuồng tới mức ai nhìn vào cũng muốn mất khả năng thính giác lẫn thị giác. Bài hát tẩy não So Si Nao Sen Quy là những sản phẩm âm nhạc có giai điệu gây nghiện, dễ thuộc, phù hợp với thị hiếu của người nghe và khiến họ lặp lại lời bài hát như bị tẩy não. Đào Khê nhấp vào WeChat ở phía góc và thấy thiệp mời quan phàm vận gửi trong nhóm chat của Hiệp hội tranh của người trẻ rồi phát hiện địa chỉ tổ chức không phải ở đây. Cậu nghi hoặc mở khung chat giữa mình và Đinh Nhã Nam để hỏi về buổi tụ họp. Đinh Nhã Nam nhanh chóng nhắn lại, tụ họp chính thức sẽ do hội trường tổ chức. Còn phó hội trưởng quan có mấy người bạn chơi chung ở Hiệp hội thường tự tổ chức riêng. Bình thường bọn chị không đến tham dự. Đào Khê nhận ra câu trả lời của Đinh Nhã Nam còn ẩn chứa hàm ý mơ hồ cậu ngẫm nghĩ rồi kể cho cô về cuộc gặp gỡ của bản thân và Quan Phạm Vận ở Grandios. Đinh Nhã Nam đáp, tốt nhất là không nên tham gia em ạ. À. Nói thế nào nhỉ, hiệp hội tranh của người trẻ là một mớ tạp nham, em vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 nên không cần thiết phải giao du với những loại người như vậy. Đào Khê gửi vài lời cảm ơn và trầm ngâm nhìn lịch sử trò chuyện. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa bước ra thì đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi trên hành lang đồng thời cũng nghe được một tông giọng của một người phụ nữ tổ tông à tôi không có nhiều tiền như thế để cậu mượn đâu đào khê nhanh như cắt lẻn vào nhà vệ sinh rửa tay một lần nữa và dùng khăn giấy lau khô tay rồi mới đi ra ngoài phần thảm ở hành lang rất dày và mịn nên đi trên đó sẽ không gây ra tiếng động đào khê mò theo hướng hai người nọ đi qua sau khi rẽ vào một góc thì phát hiện phía cuối hành lang chỉ có một lối thoát hiểm cũng như một lối đi an toàn bên ngoài cậu nín thở rón rén đến gần cửa thoát hiểm, sau cánh cửa hé mở vọng đến một giọng nói thỏ thẻ. Quan phàm vẫn vừa mới hút hết một điếu thuốc, hiện tại đã thay điếu mới. Cô thả một ngụm khói, đi tới đi lui mấy lần rồi thở dài với chàng trai trước mặt, tổ tông ơi, địa chỉ tổ chức tôi đã thay đổi theo ý ngài, cũng đã mời cậu bé kia rồi. Giờ ngài đây muốn tôi làm gì nữa? Ngọn đèn duy nhất phảng phất chút ánh sáng ít ỏi, trên phông nền giao thoa giữa sáng và tối, dương đa lạc ngừng đầu, ngước đôi mắt mờ đục lên tôi chưa nói với chị sao xin chị giúp tôi dạy dỗ nó cậu ta nhờ và rất lễ phép vẻ mặt cũng toát lên sự cầu cứu cậu nở nụ cười tiếp lời không phải chị giỏi nhất là làm mấy chuyện như vậy sao quan phàm vẫn cắn điếu thuốc đăm đăm nhìn cậu quý tử của dương tranh minh bỗng chốc gương mặt trở nên vô cùng khó coi quá khứ của cô ta quả thực không vẻ vang vì mặc dù cha của cô quan thư văn nhà thư pháp nổi tiếng trong giới văn học nói riêng và nghệ thuật nói chung thì cô vẫn chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Nên trước năm 16 tuổi, cô ta chưa từng được trải nghiệm qua thứ gọi là truyền thống nghệ thuật. Cậu và tên nhóc kia xảy ra mâu thuẫn gì mà tới mức cần tôi dạy dỗ. Quan phàm vẫn nhà khói, cảm thấy phiền phức và không muốn dính líu đến mấy đứa cấp 3. Cơ mặt dương đa lạc đanh lại, cậu nói không phải việc của chị ba cậu có biết cậu như thế này không? Anh ấy luôn khen cậu là một đứa trẻ ngoan, quan phàm vẫn khúc khích cười. Nếu sau này có thể thuận buồm xuôi gió gả cho Dương Tranh Minh, có lẽ Dương Đa Lạc sẽ phải gọi cô một tiếng, mẹ, điều này không khỏi làm cô thấy buồn cười. Dương Đa Lạc lại ngước mắt nhìn cô ta lần nữa, mỉm cười, chắc chắn chị sẽ không kể cho ba tôi đâu. Được rồi, cũng may cậu nói đứa nhóc kia không có lai lịch, không thì phiền phức lắm. Quan phàm vận dí màu thuốc vào tường trắng. Khi Đào Khê về phòng, tên chuyên giật mic tất thành phi đã đổi bài khác, cậu ta hát, đến chết vẫn muốn yêu, tặng kim tinh nhưng do tông giọng ngắt quãng nên hai mắt cô ấy toàn trợn ra lòng trắng. Cậu về chỗ ngồi, tiếp tục nhìn Hoàng Tình vẫn đang đọc đề cương. Ngồi chưa được bao lâu, cửa phòng lại mở ra. Gốc là mạch bá mai ba dùng để chỉ những người hay hát trong phòng karaoke. Từ này có hai nghĩa. Thứ nhất là nói về những người hát hay, có thể hát nhiều bài và cân mọi thể loại nhạc, là một từ mang ý khen ngợi. Nghĩa thứ hai dùng để chỉ người luôn chiếm micro khi hát karaoke. Bài nào cũng dám hát, nhạc nào cũng dám quẩy. Ở đây mang nghĩa xấu. Ya Kun, sao cậu đến muộn vậy? Lý Tiểu Nguyên đang cầm micro hát. Vừa thấy Dương Đa Lạc tới liền gọi tổ ta bằng micro luôn. Đào Khê ngẩng đầu, thấy Dương Đa Lạc đang ôm một hộp quà được gói rất tinh tế. Trên đường bị kẹt xe, vừa mới xuống xe thôi, còn thờ hồng hộp đây này. Dương Đa Lạc cười với Lý Tiểu Nguyên. Sau khi tặng quà cho Kim Tinh, cậu ta tuần tra tất cả các ghế sofa rồi đi vào góc trống. Đào Khê thấy Dương Đa Lạc đến gần và mỉm cười. Đào Khê à, mình có thể ngồi cạnh cậu được không? Vẻ mặt và giọng nói vô cùng thân thiết. Đào Khê tránh sang một bên, gật đầu đương nhiên. Dương Đa Lạc nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Trên người cậu ta còn ám mùi khói thơm ngào ngạt chưa kịp tản đi. Vừa nhìn đám Lý Tiểu Nguyên hát hò, vừa cười và vỗ tay trông cực kỳ vui vẻ. Đào Khê để ý dưới gầm bàn có một bao thuốc lá chưa bóc, có lẽ là do khách làm rơi nhưng chưa kịp dọn. Cậu bóc bao thuốc, lấy một điếu rồi đưa ra trước mặt Dương Đa Lạc, Dương mắt hỏi cậu ta cậu có hút không? Dương Đa Lạc cau mày, có chút lạ lùng lắc đầu, mình không bao giờ động tới thuốc lá. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Đào Khê, cậu nhét điếu thuốc vào bao, mình cũng thế cậu vứt bao thuốc lá xuống gầm bàn rồi ngả lưng lên chiếc sofa êm ái, trông Lý Tiểu Nguyên mời Dương Đa Lạc lên hát cùng. Chia sẻ, chương 46, bữa tiệc sinh nhật diễn ra được một nửa thì một chiếc bánh kem siêu bự nhiều tầng được nhân viên phục vụ đẩy vào, căn phòng riêng ồn ào náo nhiệt suốt hai tiếng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Trên chiếc bánh tinh xào kia cắm 17 ngọn nến, kim tinh nhắm mắt ước nguyện lúc bài ca Happy Birthday của mọi người vang lên. Trong giây phút những ngọn nến bị thổi tắt, có cậu con trai ồn ào hỏi, người đẹp à, ước gì thế? Mình đoán là cậu ấy ước có thể được ở bên người mình thích. Có bạn gái la lên theo, mọi người ném cho nhau một ánh mắt ngầm hiểu rồi cười rộ lên, như thể biết được người mà kinh tinh thích là ai vậy. Kim tinh liếc nhìn mấy câu cậu bạn, mắng, mấy cậu phiền phức thế nhỉ? Không phải điều ước đấy đâu, nói ra lại mất tiếng bây giờ. Đào khê cùng vài người khác quay xung quanh chiếc bánh kem khổng lồ, nhìn kim tinh cắt từng miếng chia cho mọi người cậu nhận lấy một miếng bánh kim tinh đưa tới, nói câu cảm ơn. Khi chia phần bánh đến trước mặt Dương Đa Lạc, kim tinh cười nói với cậu ta, Yakon à, người tổ chức sinh nhật tiếp theo là cậu nhỉ. Năm nay cậu có mời tụi mình đến nhà chơi ngày lễ Giáng sinh và sinh nhật như năm ngoái không đấy? Lý Tiểu Nguyên nói theo, đúng rồi nha, mình cũng đang muốn hỏi. Mình nhớ là năm ngoái tổ chức ở nhà của Lâm Khâm Hòa, cô La còn tặng cho tụi mình mỗi đứa một món quà Giáng sinh nữa mà. Nghe thấy ba chữ, Lâm Khâm Hòa, mọi người lại nhao nhao lên rằng chẳng trách Kim Tinh lại hỏi Dương Đa là câu này nha. Mặt cô nàng đỏ bừng lên, tức giận mắng vài câu. Đào Khê nhìn Dương Đa Lạc, sắc mặt của người sinh cùng một ngày với mình này bỗng chốc trở nên mất tự nhiên. Cậu ta nhận lấy phần bánh Kim Tinh đưa cho cười nói, đương nhiên là sẽ tổ chức rồi. Dương Đa Lạc nói xong liền vô thức nhìn về phía Đào Khê. Đào Khê nâng miếng bánh trong tay lên, nghiêng đầu cười với cậu ta. Dương Đa Lạc mau chóng rời ánh mắt, mím môi ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy điện thoại như đang gửi tin nhắn hay gì đó. Đào Khê cầm lấy chiếc nĩa nhỏ ăn miếng bánh trong tay. Miếng bánh có hương vị vô cùng ngọt ngào và mềm mịn. Trước kia, chỉ thi thoảng khi nào bạn học tổ chức sinh nhật thì cậu mới được ăn bánh kem nhưng kết cấu của những chiếc bánh được bán tiệm bánh kem ngon nhất ở huyện đều rất khô. Người tiếp theo là Đào Khê nhỉ. Mình nhớ sinh nhật cậu là ngày 26 tháng 12, rất gần với Yakun. Lý Tiểu Nguyên bước tới bên cạnh Đào Khê hỏi, thân là lớp trường, sinh nhật của các bạn học trong lớp cậu ta đều ghi lại hết. Đúng là sát ngày với cậu ấy, thiếu chút nữa là cùng một ngày rồi. Đào Khê ăn một miếng bánh kem, nhìn Dương Đa Lạc rồi trả lời. Dương Đa Lạc vùi thấp đầu, ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại hơi khựng lại. Có lẽ do Quách Bình có thật giật mình mà sinh nhật của Đào Khê ghi trong sổ hộ khẩu là ngày 26 tháng 12, còn sinh nhật của Đào Lạc là 28 tháng 12. Suốt mấy năm qua, Đào Khê luôn cùng Đào Lạc ăn một bát mì trường thọ vào ngày 28, coi như là tổ chức sinh nhật. Mãi cho đến tận năm ngoái, cậu mới biết mẹ cậu cũng sinh cậu ra vào ngày đó. Bữa tiệc sinh nhật sắp kết thúc, một đám người nốc bao nhiêu là rượu đang gào khóc om sòm. Điện thoại của Đào Khê rung lên, cậu cầm ra xem, Quan Phạm vận gửi cho cậu một tin nhắn, chuẩn giờ cứ như được tính toán sẵn vậy. Chỉ có một người bạn vừa tới đây anh ấy tốt nghiệp học viện mỹ thuật california cũng học về tranh sơn dầu như em bây giờ danh tiếng của anh ấy cũng không nhỏ chị nghe nói em muốn nộp đơn xin vào trường học tại mỹ nên chị muốn giới thiệu với em cậu bạn đỉnh của chóp này em thấy thế nào anh ấy cũng tốt lắm em có thắc mắc gì cũng có thể hỏi đấy đào khê rũ mắt nhìn chằm chằm tin nhắn ánh sáng màn hình hắt lên đồng từ đen láy của cậu cậu chậm rãi ngầm đầu gương mặt nửa sáng nửa chìm vào tăm tối Dương Đa Lạc đang cười thảo luận với mấy cậu bạn về bữa tiệc sinh nhật của mình, không để ý đến ánh mắt của cậu. Đào Khê cúi đầu, chậm rãi gõ chữ lên màn hình, được, cảm ơn chị. Quan Phạm Vận trả lời lại rất nhanh, không cần cảm ơn đâu. Em đang ở phòng bao nào thế, chị tới dẫn em đi. Đào Khê nhắn lại số phòng, nắm chiếc điện thoại trong tay rồi đi nói với Kim Tinh vài câu. Kim Tinh nhớ là Đào Khê phải quay về ký túc xá, ở đó có giờ giới nghiêm, vì vậy cũng không giữ cậu lại chỉ dặn cậu đi đường cẩn thận. Trong lúc đó, ánh mắt của Dương Đa Lạc luôn hướng về phía này. Đào Khê cũng không nhìn lại, cậu chào tạm biệt các bạn học khác rồi lập tức mở cửa phòng bước ra ngoài. Cậu đóng cửa lại, chặn hết mọi sự ồn ào huyên náo ở sau lưng. Quan Phạm vẫn bước đôi giày cao gót của mình trên hành lang. Từ phía xa, Đào Khê đã ngửi thấy mùi hương nước hoa trên cơ thể người phụ nữ này rồi, cùng với đó là mùi khói thuốc nồng nặc cậu rũ mắt che đi sự chán ghét trong mắt mình quan phạm vẫn kẹp điếu thuốc lá trong tay bước tới trước mặt đào khê nhìn gương mặt trắng nõn của người con trai đứng trước mặt mình trên người cậu mang theo hơi thở của một cậu học trò ngoan ngoãn dường như chẳng phù hợp với nơi này chút nào cô ta híp mắt cười nói với giọng thân thiết đã tạm biệt bạn bè chưa đào khê nhìn cánh cửa mà mình vừa đóng lại gật đầu vậy thì đi thôi nào bạn của chị cũng tới được một lúc rồi quan phạm vận nói cô ta không muốn ở đây lâu. Nhưng Đào Khê lại không bước đi, cậu dương mắt nhìn quan phàm vận, hội phó quan, em bỗng nhớ ra em có một người bạn chắc là có thể tới cuộc gặp gỡ kia với em. Nụ cười trên gương mặt của quan phàm vận cứng đờ trong giây lát. Cô ta nhìn vào mắt Đào Khê, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, nhưng cũng mau chóng phản ứng lại, chắc không phải là thành viên của hiệp hội chúng ta đâu nhỉ, vậy thì không thể tham gia được đâu. Đào Khê thất vọng, à, một tiếng, nói nhưng có lẽ chị quen bạn ấy đấy lần trước em thấy chị đi cùng chú dương tới xem triển lãm tranh đó cậu ấy là con trai của chú dương tên dương đa lạc chị không quen sao chùm ánh sáng tối mờ trên trần chiếu xiên xuống tạo thành những cái bóng dài đan sen dưới hàng mi mỏng của cậu trong nháy mắt khẽ khàng lay động cuối cùng quan phàm vận cũng hiểu được cảm giác kỳ quái trong lòng mình là từ đâu mà ra đôi mắt của đào khê khá giống với mình hoặc có lẽ phải nói là giống với người mà cô ta đang cố gắng bắt chước theo thì hơn. Rõ ràng là một đôi mắt mang theo ý cười nhưng sự lạnh lùng kia khiến lòng bàn tay của cô ta thật lạnh lẽo. Cô ta vô thức né tránh ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào mình của Đào Khê, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đương nhiên là chỉ có quen rồi. Hôm nay Lạc Lạc cũng tới đây sao? Đào Khê gật đầu, đúng vậy, bây giờ bạn ấy đang ở đây. Để em gọi cậu ấy ra gặp chị nhé quan phạm vận trông thấy đào khê muốn quay lại kéo cánh cửa kia ra liền vội vàng túm lấy cánh tay cậu cố nặn ra một nụ cười không cần đâu thực ra thằng bé không muốn gặp chị lắm bọn chị cũng hiếm khi nhìn thấy nhau hôm nay chỉ là trùng hợp thôi đào khê bình tĩnh tránh khỏi những ngón tay sơn màu xanh sẫm của quan phạm vận nói vậy sao cậu hơi dừng lại một chút rồi cười với cô ta gì giống như đang tự nhủ với bản thân em cứ tưởng chị thay đổi địa điểm gặp gỡ sang nơi này là vì muốn mời Dương Đa Lạc tham gia cơ. Quan Phạm vận giật mình, nhìn Đào Khê với ánh mắt ngạc nhiên cùng nghi ngờ, đôi mắt đó đang nhìn chầm chầm vào cô ta, đôi đồng tử đen kịt không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ có những chiếc bóng khẽ hấp háy dưới hàng mi mà thôi. Suýt chút nữa cô ta cảm thấy rằng Đào Khê đã nhìn thấu ý đồ của mình. Hội phó quan, bây giờ chúng ta có thể đi gặp bạn của chị được chưa? Đào Khê hỏi. Quan Phạm Vận không dám quay lại nhìn vào đôi mắt đào khê nữa, siết chặt điếu thuốc trên tay, trong lòng loạn như cào cào, trong chốc lát cô ta cảm thấy hơi do dự không biết có nên tiếp tục kế hoạch ban đầu hay không. Sau vài giây, cuối cùng cô ta cũng quyết định, vậy đi thôi, bạn của chị tới cũng được một lúc rồi. Đào khê nhét điện thoại vào túi áo, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười châm biếm. Cậu đang định bước theo quan phàm vận thì bỗng thấy một bóng người ở góc cuối hành lang, bước chân của cậu hơi dừng lại. Lâm Khâm Hòa nhìn thấy Đào Khê trước, anh khẽ cau mày, lúc nhìn thấy rõ người phụ nữ bên cạnh Đào Khê thì chân mày càng nhíu chặt hơn. Sao anh đến đây nhanh vậy? Đào Khê bước nhanh vài bước tới trước mặt Lâm Khâm Hòa, hỏi anh. Lâm Khâm Hòa rũ mắt nhìn đăm đăm vào đôi mắt của Đào Khê, cố gắng tìm lại vẻ âm trầm mà mình vừa thấy trong đó, nhưng dường như chỉ là ảo giác vậy, trong đôi mắt Đào Khê nhìn anh chỉ có sự ỉ lại và hạnh phúc. Lâm Khâm Hòa không trả lời, anh nắm lấy cổ tay Đào Khê kéo cậu ra phía sau lưng mình sau đó nhìn về phía Quan Phạm Vận, ánh mắt cô ta hơi lảng tránh đi. Anh hỏi, hai người đang nói gì vậy? Quan Phạm Vận cảm nhận được rõ ràng sự thù địch của Lâm Khâm Hòa dành cho mình. Cô ta nở nụ cười cứng ngắc, "Đào Khê là thành viên hiệp hội tranh của người trẻ của bọn chị. Chị định giới thiệu em ấy với một người bạn mà chị quen." Cô ta nói giọng tự nhiên nhưng trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ không thôi sao cô ta lại không biết cậu thiếu gia nhà họ lâm lớn lên cùng dương đa lạp này chứ càng biết rằng bối cảnh sâu xa của cậu ta không dễ đắc tội chút nào lâm khâm hòa giống bà mẹ la trương âm của cậu ta vô cùng chán ghét dương tranh minh chứ đừng nói đến bản thân cô ta lâm khâm hòa cũng không tin hoàn toàn anh quay đầu nhìn đào khê vậy sao đào khê gật đầu không nói gì rũ mắt nhìn đầu ngón chân của mình lâm khâm hòa nhìn quan phàm vận nhếch miệng nở nụ cười nhưng giọng nói lại chẳng có chút cảm xúc nào, bạn nào thế? Tôi cũng có thể làm quen được chứ? Quan Phàm Vận đã sớm nghĩ ra cách đối phó rồi, cô ta giơ tay lên giả bộ nhìn điện thoại, tỏ vẻ xin lỗi nói với hai người, không khéo mất rồi, bạn của chị bỗng nhắn tin nói rằng cậu ấy có chút chuyện đột xuất, lát nữa phải đi rồi. Có lỗi quá, lần tới chị sẽ tìm cơ hội mời hai em tới gặp nha. Chị đi trước đây lâm khâm hòa ung dung nhìn quan phàm vận không giấu nổi sự trột giả của mình nữa được mong chị giúp em gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới chú dương mí mắt quan phàm vận giật giật cười nói không thành vấn đề tranh minh cũng rất muốn tới thăm em cùng mẹ em lâm khâm hòa nhìn quan phàm vận bước xa, xoay người nhìn về phía đào khê nãy giờ vẫn luôn im lặng giọng điệu trở nên nghiêm túc có chuyện gì vậy anh không thể không nhìn thấy thái độ kỳ quặc của quan phàm vận càng không thể không nhận ra sự khác thường của đào khê đối với người trước mặt mình từ trước đến nay anh luôn nhạy cảm nhận ra được mọi cảm xúc của cậu đào khê cảm thấy hơi chột giả cậu không thể nói với lâm khâm hòa những chuyện mà mình gặp phải tối nay và dự định vừa rồi của mình nhưng anh đang chăm chú nhìn cậu ánh mắt đó khiến cậu không có cách nào bịa ra được một lời nói dối hợp lý cậu nhìn thấy một căn phòng bao không có người đang hé cửa trên hành lang thì bỗng nắm lấy cổ tay của lâm khâm hòa dùng sức kéo anh vào phòng rồi đóng mảnh cửa lại trong phòng không bật đèn chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình chọn bài hát. Đào Khê vươn tay ôm lấy cổ Lâm Khâm Hòa, vùi mình vào trong lòng anh, dán môi lên làn da trên cổ của anh, hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng nói, em hơi như anh. Lâm Khâm Hòa hơi sừng sốt, chậm rãi giơ tay ôm lấy người trong ngực, trong giọng nói mang theo ý cười, không phải mới xa nhau chưa tới một ngày sao. Môi Đào Khê khẽ cọ lên cần cổ Lâm Khâm Hòa, cảm nhận được đôi tay trên eo mình càng siết chặt hơn, cậu nói mấy tuần nay ngày nào anh cũng đi tập luyện cho cuộc thi đấu, bình thường buổi trưa với buổi chiều có được nhìn thấy anh đâu. Tôi anh về nhà rồi thì em lại càng chẳng thấy. Lâm Khâm Hòa vươn tay xoa nhẹ ót đào khê, thấp giọng nói, đợi anh thêm một khoảng thời gian nữa nhé em, rất nhanh thôi. Đào Khê nghĩ rằng Lâm Khâm Hòa đang nói chuyện chờ cuộc thi đấu của anh kết thúc, cậu gác cầm tựa lên vai anh, hàng mi rũ xuống, không ai có thể thấy được những cảm xúc đang trào dâng trong đôi mắt cậu, tựa như đang do dự một chuyện nào đó. Khoảng 5 giây trôi qua, Đào Khê quyết tâm, nói với Lâm Khâm Hòa, đợi anh thi đấu xong em muốn nói với anh một bí mật. Bí mật lớn nhất của cậu, cậu biết rằng bây giờ không phải là thời cơ thích hợp nhất để nói ra. Chuyện này chắc chắn sẽ gây chấn động tới một vài thành viên trong gia đình, Lâm Khâm Hòa còn đang vội vã chuẩn bị cho cuộc thi của mình, điều này nhất định sẽ ảnh hưởng đến anh. Lâm Khâm Hòa im lặng hai giây rồi hỏi, có liên quan tới Dương Đa Lạc sao? Trong nháy mắt cơ thể đào khê cứng đờ cậu nhìn vào mắt Lâm Khâm hòa qua việt sáng yếu ớt, bỗng chốc không đoán được ra liệu có phải anh đã biết chuyện này hay không. Thực ra cậu không hề tự tin như mình nghĩ. Sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Dương Đa Lạc và quan phàm vận, cậu chẳng thể nào kìm nén nổi sự tức giận cùng miềm mai. Dương Đa Lạc có tư cách gì mà dạy bảo cậu cơ chứ? Nhưng theo sau đó vẫn là những cảm giác bất an và hoảng sợ. Vì cớ gì mà Dương Đa Lạc lại muốn dạy bảo cậu? cậu ta được hưởng 16 năm cương chiều vốn chỉ thuộc về cậu, nhưng liệu sự chiều trộm này sẽ đột nhiên tan biến khi cậu vạch trần thân thế của cậu ta sao? Không thể, cậu biết là như vậy, nuôi động vật 16 năm còn có tình cảm, huống chi là con người. Cậu thậm chí không dám nói với Lâm Khâm Hòa những chuyện đã xảy ra trong tối nay, bởi vì cậu không có cách nào xác định được rằng anh có tin mình hay không. Một bên là người bạn tốt thân thiết suốt 16 năm như anh em, một bên là người yêu mới ở bên nhau chưa được hai tháng. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, cậu chẳng thể tự tin được. Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi một câu chẳng ra sao, nếu như, việc em muốn làm sẽ khiến anh khó xử thì phải làm sao đây? Trải qua đêm nay, cậu không thể khoan nhượng sống chung dưới một mái nhà với Dương Đa là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Nhưng tới lúc ấy, Lâm Khâm Hòa sẽ nghĩ gì về chuyện này? anh sẽ bảo vệ dương đa lạc sao lâm khâm hòa rũ mắt nhìn vào đôi mắt của đào khê đôi mắt ấy mang theo nỗi bất an nào đó mà anh không biết chỉ vì sự im lặng trong mấy giây này của anh mà sự lo lắng đó càng hiện rõ mồn một vì sao anh phải khó xử lâm khâm hòa hỏi ngược lại anh chưa từng gặp qua chuyện nào quá khó xử cả đào khê bị lâm khâm hòa nhìn mà càng cảm thấy thấp thỏm hơn cậu rời mắt nghĩ nghĩ rồi nói ví dụ như có thể phải bắt anh chọn lựa thứ gì đó chọn giữa em và người khác sao? Lâm Khâm Hòa hỏi, nhưng giây tiếp theo, một bàn tay đặt lên đầu cậu, khẽ khàng vuốt ve, bên tai vang lên giọng nói luôn lạnh lùng và thản nhiên của Lâm Khâm Hòa. Nếu như phải lựa chọn, em không cần lo lắng anh sẽ khó xử, anh sẽ bênh vực em vô điều kiện. Đào Khê mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Khâm Hòa, giây phút ấy cậu không biết mình nên phản ứng lại như nào. Cậu biết Lâm Khâm Hòa không phải người thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng mỗi khi cậu bối rối không biết giải quyết thế nào, dường như Lâm Khâm Hòa luôn dùng những lời nói đơn giản nhất khiến cậu yên lòng. Cậu chớp mắt nói đùa, nếu như em phạm tội thì sao? Lâm Khâm Hòa nhếch khóe môi khẽ cười, hơi nâng cầm lên, em có thể phạm tội gì cơ chứ? Đào Khê ngẫm nghĩ, híp mắt đáp, ví dụ như bắt cóc anh. Chói Lâm Khâm Hòa ở một nơi không người để rồi không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy nữa. Lâm Khâm Hòa hơi nhướng mày, em có thể thử xem chương 47, bị lâm khâm hòa ngắt mạch suy nghĩ, đào khê cảm thấy những phiền muộn bất an trong lòng như thể đã biến mất. Lúc này chiếc điện thoại của lâm khâm hòa rung lên, đào khê thò tay vào trong túi áo khoác lấy ra đưa cho anh. Lâm khâm hòa nhìn màn hình điện thoại, là cuộc gọi của la trương âm. Anh nhấc máy, khâm hòa à, mẹ đang trên đường đi đón lạc lạc, sắp tới nơi rồi. Chắc con đã từ nhà ông nội về rồi phải không? Mẹ muốn dẫn con với lạc lạc ra ngoài ăn cơm bây giờ con có tiện qua đây không lâm khâm hòa không chút do dự nói thẳng con và đào khê đang ở bên ngoài lát nữa con sẽ đưa cậu ấy về trường trong phòng bao rất yên tĩnh cho dù anh không bật loa ngoài thì đào khê cũng có thể nghe rõ được giọng nói của la trương âm bà hơi do dự một lúc rồi nói đào khê cũng ở đó sao vậy nhân dịp này mẹ mời hai đứa cùng ăn một bữa nhé hiếm khi nào con lại có một người bạn mà mình thích mẹ cũng rất muốn làm quen với thằng bé Đào khê nghe thấy từ, thích, thì dương mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Có điều Lâm Khâm Hòa lại hơi cau mày lại, anh biết La Trương Âm có ý gì. Khoảng thời gian gần đây cảm xúc của Dương Đa Lạc khá bất thường, luôn khiến trong nhà ẩm ý, không ngày nào được yên ổn. Anh đã mất hết kiên nhẫn khi cứ phải đi dỗ dành Dương Đa Lạc, hai người cũng dần trở nên xa lạ hơn so với trước kia nên La Trương Âm luôn muốn tìm một cơ hội để xoa dịu đi mối quan hệ giữa bọn họ lâm khâm hòa biết đào khê để bụng chuyện dương đa lạc định tìm lý do từ chối la trương âm thì lại nghe thấy bà nói với giọng khẩn cầu khâm hòa à con giúp mẹ hỏi đào khê nhé được không con lâm khâm hòa nhìn đào khê vốn tưởng rằng cậu sẽ lắc đầu từ chối nhưng đào khê lại bình tĩnh nói anh nói với cô là em sẽ đi lâm khâm hòa nhìn vào ánh mắt đào khê mấy giây chắc chắn rằng cậu không hề có ý bắt ép bản thân thì mới đồng ý với la trương âm và hỏi địa chỉ nhà hàng nơi bà đặt chỗ cúp điện thoại, Lâm Khâm hòa hỏi Đào Khê, em thực sự không để ý sao? Anh biết rõ Đào Khê không muốn gặp Dương Đa Lạc đến mức nào, từ lần gặp mặt đầu tiên của hai người lúc khai giảng, anh đã nhận ra rồi. Đào Khê nhét tay vào túi áo, ung dung đáp, em không để bụng đâu. Ngược lại là Dương Đa Lạc, cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nếu gặp cậu đây? La Trương Âm dừng xe tại bãi đỗ xe của Club Grandios, gọi điện cho Dương Đa Lạc có lẽ vì bữa tiệc sinh nhật khá vui vẻ nên tâm trạng của cậu ta tối nay đã tốt hơn nhiều chẳng mấy chốc mà dương đa lạc đã lên xe cậu ta gọi một tiếng mẹ la tuy không nói gì nhiều nhưng chỉ cần la trương âm hỏi thì cậu ta sẽ trả lời vài câu bà thuận miệng hỏi về chuyện bữa tiệc sau đó lái xe đến một nhà hàng đồ tây đã đặt trước ở gần đó vì dương đa lạc rất thích ăn món điểm tâm ngọt ở đây suốt dọc đường la trương âm luôn do dự không nói chuyện lâm khâm hòa và đào khê cũng tới người lớn luôn cho rằng mâu thuẫn của trẻ con đều có thể giải quyết bằng cách nói chuyện với nhau. La Trường Âm vốn muốn làm dịu đi mối quan hệ giữa Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc, đúng lúc có thêm cả Đào Khê nữa. Bà đoán rằng hai đứa nhỏ nhà mình cãi nhau là vì Đào Khê, muốn nhân cơ hội hiếm có này để chúng ngồi xuống nói chuyện chân thành với nhau. Trên chiếc bàn dành cho bốn người ở nhà hàng đồ Tây, Dương Đa Lạc cúi đầu dùng nghĩ ăn món điểm tâm đắt đỏ. La Trương Âm ngồi đối diện gửi tin nhắn hỏi Lâm Khâm Hòa đi tới đâu rồi, sau đó hỏi Dương Đa Lạc, Lạc Lạc à, cuối tuần này con cùng gì tới tảo mộ cho mẹ con chứ? Trước đây, cứ cách một khoảng thời gian, La Trương Âm sẽ dẫn theo Dương Đa Lạc tới quét dọn mộ của Phương Tuệ. Dương Đa Lạc sẽ cẩn thận chọn một bó hoa hồng trắng mà mẹ mình thích nhất khi còn sống ở một cửa tiệm bán hoa rồi đặt trước ngôi mộ và nói chuyện răm ba câu với bà. Nhưng lúc này La Trương Âm lại thấy cái nghĩa trong tay Dương Đa Lạc hơi khựng lại. Cậu ta cắn chặt môi không nói lời nào hiển nhiên là không muốn đồng ý đi tảo mộ phương tuệ trong lòng bà dâng lên sự nghi hoặc khó hiểu vừa định hỏi thì thấy cách đó không xa lâm khâm hòa dẫn theo một cậu con trai đi vào người đó bà có quen biết chính là đào khê đào khê chỉ tay về chiếc grand piano màu đen nằm giữa nhà hàng nhưng đầu nói gì đó với lâm khâm hòa lâm khâm hòa nhìn về phía chiếc đàn nở một nụ cười nhàn nhạt với cậu grand piano đàn piano ba chân la trừng âm sững sờ trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ bà đứng lên cười với hai người đang bước về phía này khâm hòa đào khê cháu chào cô đào khê lễ phép chào hỏi la trương âm rồi nhìn về phía dương đa lạc đang ngồi quay lưng về phía mình ăn điểm tâm âm thanh kim loại rơi xuống vang keng một tiếng la trương âm cúi đầu nhìn thì nhận ra chiếc nghĩa trong tay dương đa lạc đã rơi xuống đất người phục vụ đứng bên cạnh rào bước đi tới đổi cho cậu ta một bộ dụng cụ ăn khác lương dương đa lạc cứng đờ rũ mắt siết chặt chiếc nghĩa mới trong tay hơi run rẩy la Trường âm không nhìn thấy sắc mặt của dương đa lạc nói với cậu ta lạc lạc ban nãy gì chưa nói với con đào khê và lâm khâm hòa cũng tới các con đều là bạn học vừa hay có thể ngồi cùng nhau trò chuyện đó lâm khâm hòa nhìn bàn tay siết chặt nghĩa của dương đa lạc kéo ghế cho đào khê ngồi cạnh la trương âm còn mình thì ngồi đối diện đào khê La Trường Âm cũng ngồi xuống, cuối cùng lúc này bà cũng nhận ra vẻ mặt khác thường của Dương Đa Lạc ngồi đối diện. Trên trán cậu ta đổ một lớp mồ hôi lạnh, đôi môi cũng tái nhợt, tay siết chặt nghĩa nhìn đăm đăm vào chiếc bánh pudding hoa quả chưa ăn hết trước mặt. Hoa quả ở đây là các loại quả mọng nước như dâu tây, quả mâm xôi, cà chua bi. La Trường Âm lo rằng cơ thể của Dương Đa Lạc không khỏe, vội vàng hỏi, lạc lạc, con sao vậy? Đào Khê cầm lấy thực đơn mà Lâm Khâm Hòa đưa cho, nhìn về phía dương đa lạc ngồi trước mặt rồi cúi đầu chọn món dương đa lạc liếc mắt nhìn đào khê đang xem thực đơn lắc đầu với la trương âm lý nhí nói con không sao rồi tiếp tục ăn món điểm tâm của mình chẳng ngẩng đầu lên nhìn ai nữa la trương âm nghi ngờ rằng liệu có phải là bản thân đã làm chuyện không nên làm hay chăng có vẻ dương đa lạc rất không thích đào khê nhưng thằng bé cũng không bỏ đi mà chỉ im lặng ăn thức ăn bà kìm nén sự nghi ngờ dâng lên trong lòng quay đầu cất giọng hiền hòa nói với đào khê đào khê à cháu cứ chọn những món mình thích nhé hôm nay gì mời mấy đứa đào khê ngoan ngoãn nói vâng ạ à, con cảm ơn cô cậu cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cái thực đơn giá cả của những món ăn trên đó đắt đến mức khiến cậu líu cả lưỡi xoắn suýt mất một lúc lâu mà vẫn không biết nên chọn gì cậu liền đẩy thực đơn về phía trước mặt lâm khâm hòa lợi dụng lúc la trương âm không để ý mà chọt nhẹ mưa u bàn tay anh Lâm Khâm Hòa hiểu ý cầm lấy, chọn một vài món điểm tâm ngọt cùng đồ uống. Món ăn được mang lên rất nhanh, La Trường Âm nhìn thấy Lâm Khâm Hòa cắt một miếng bánh hình trái đào mật động tác vô cùng tự nhiên mà đặt nó trước mặt của Đào Khê. Đào Khê cười với Lâm Khâm Hòa, như thể đã quá quen với những hành động này của anh vậy. La Trường Âm hơi ngạc nhiên nhìn cậu con trai của mình. Bánh hình trái đào mật, tiếng nhạc trong nhà hàng đồ Tây rất êm dịu nhưng bầu không khí ở chiếc bàn bên này lại hơi gượng gạo có mấy lần la trương âm chủ động đặt vấn đề muốn mấy cậu nhóc này nói chuyện nhưng cũng chỉ có đào khê nghiêm túc trả lời bà và lâm khâm hòa thì thi thoảng sẽ đáp lại đôi ba câu còn dương đa lạc thì luôn cúi đầu chẳng nói chẳng rằng là một phụ huynh những điều mà la trương âm có thể nói chỉ có chuyện học hành cùng sở thích của đám trẻ bà nghe đào khê nói rằng cậu thích vẽ tranh thì nhìn cậu con trai này với ánh mắt hơi kinh ngạc cùng vui vẻ còn hỏi lại lần nữa cháu cũng thích vẽ tranh sao Bà không hề nhận ra rằng từ, cũng, này có đôi chút kỳ lạ. Lâm khâm hòa ngồi cảnh Dương Đa Lạc, rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy khăn trải bàn của cậu ta, khớp xương trắng bệch, dường như đang vô cùng lo lắng về chuyện gì đó. Đào Khê gật đầu đáp, đúng ạ, à, hiện tại cháu đang theo học tranh sơn dầu do ông nội Kiều Hạc Niên dạy. la trường âm nghe thấy ba chữ Kiều Hạc Niên thì hơi giật mình, bà không nén nổi những ký ức từ rất nhiều năm về trước đang ùa về khi ấy Phương Tuệ 16, 17 tuổi cũng là học trò của Kiều Hạc Niên. Mỗi cuối tuần, sau khi học đàn về bà sẽ đạp xe tới căn nhà cũ của Kiều ra đón Phương Tuệ học vẽ xong về nhà. Đôi khi Phương Tuệ sẽ tặng cho bà một phiến lá cây ngô đồng, ngồi sau yên xe đạp cười đùa nói chuyện với bà. Đào Khê cảm thấy ánh mắt La Trương Âm nhìn mình hơi kỳ lạ, đôi mắt ấy thoáng qua một nỗi buồn cùng niềm u uất khó tả như đang nhìn một người khác qua cậu vậy. Cậu ngập ngừng hỏi, cô cũng quen ông nội Kiều hay sao ạ? À? La Trường Âm lấy lại tinh thần, có lẽ vì đứa trẻ này trông qua giống Phương Tuệ nên mỗi lần nhìn cậu, bà luôn nhớ tới cô cùng với đó là một cảm giác bồn chồn bất an. Bà cười, đúng vậy, chú Kiều là người đã nhìn cô lớn lên. Cháu nhất định có thể học hỏi được rất nhiều điều từ chú Kiều. Ông ấy là một người họa sĩ giỏi, cũng là một người thầy tốt. Đào Khê gật đầu đáp, đúng là ông nội Kiều đã dạy cháu rất nhiều điều à. La Trường Âm lại nhớ tới một chuyện, Trước đây lúc Lâm Khâm Hòa còn nhỏ nó thường hay tới nhà chú Kiều chơi lắm, mấy năm nay ít tới thăm rồi. Bà nhìn Lâm Khâm Hòa, khẽ cười, Khâm Hòa à, lần nghỉ lễ tới con hãy tới hỏi thăm chú Kiều nhé. Dạo đợt trước ông cụ cứ trách mẹ mãi thôi, bảo rằng con lớn rồi không còn tới nhà ông ấy chơi nữa. Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, dùng chân khẽ chạm nhẹ vào mũi giày Lâm Khâm Hòa. Sắc mặt Lâm Khâm Hòa không chút thay đổi nói, Chủ nhật tuần sau con sẽ tới thăm ông nói như thế trước đây chưa từng tới lần nào vậy la trường âm nhìn về phía dương đa lạc mà bà vẫn luôn quan tâm để ý cậu ta vẫn cúi đầu ăn thức ăn im lặng chẳng nói lời nào trong lòng bà khẽ thở dài một hơi đành tiếp tục nói chuyện với đào khê vậy sau này cháu có định tiếp tục học vẽ không đã nghĩ tới việc thi vào trường nào chưa đào khê cười nhẹ nói cháu định xin vào học viện nghệ thuật ở mỹ cậu bình tĩnh nhìn dương đa lạc nói tiếp vậy nên hiện tại cháu đang chuẩn bị tập tác phẩm tham gia một vài triển lãm tranh và cuộc thi ạ à? là trường âm hơi ngạc nhiên bà nghĩ nghĩ rồi đề nghị đúng là nếu muốn xin vào đại học nước ngoài thì phải chuẩn bị từ sớm về chuyện triển lãm tranh thì cô cũng am hiểu đôi chút cô có thể giới thiệu cho cháu một vài cuộc triển lãm còn về cuộc thi thì cô không rõ lắm cháu có thể hỏi chú kiều đấy bà thực sự muốn giúp đứa trẻ này mấy năm gần đây vì thường xuyên tổ chức triển lãm tranh cho phương tuệ mà bà cũng coi như có chút hiểu biết về lĩnh vực này đào khê cười với la trương âm chân thành nói cháu cảm ơn cô ạ à. la trương âm nhìn thấy nụ cười của đào khê thì bỗng cảm thấy hốt hoảng trong đầu bà thoáng hiện lên cái gì đó đột ngột hỏi cô nghe lạc lạc và lâm khâm hòa nói rằng cháu tới từ huyện thanh thủy nhỉ quê cháu ở chỗ nào của huyện thanh thủy vậy cô chưa từng tới nơi đó nhưng đã từng xem qua những bức vẽ hòa cảnh vật ở đây là một nơi rất đẹp. Đào Khê liếc nhìn Dương Đa Lạc, bàn tay cầm dao nĩa của cậu ta dừng lại. Cậu còn chưa trả lời thì Dương Đa Lạc mím chặt môi đứng dậy, ném nĩa xuống, chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài nhà hàng. La Trương âm vội vàng đứng lên, gọi vài tiếng, lạc lạc, nhưng Dương Đa Lạc cũng chẳng đứng lại, bà bèn đuổi theo cậu, không kịp nói câu nào với hai người. Đương nhiên Đào Khê biết vì sao Dương Đa Lạc lại chạy chối chết như vậy. Cậu rũ mắt che đi sự mỉa mai lúc này trên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ. Đào Khê nhận ra rằng Lâm Khâm Hòa cứ luôn nhìn mình nãy giờ, liền hỏi anh không về cùng với mẹ anh sao? Trong lúc dùng bữa nói chuyện, Đào Khê phát hiện ra rằng La Trương Âm quan tâm và để ý tới Dương Đa là còn nhiều hơn với chính con trai Lâm Khâm Hòa của mình. Điều này khiến cậu chẳng có cách nào giải thích nổi. Chuyện khiến cậu cảm thấy châm chọc hơn cả, đó là lúc bản thân cậu muốn cố gắng lấy lòng người lớn thì Dương Đa Lạc lại có thể tùy hứng tỏ ra tức giận nói đi là đi. Lâm Khâm Hòa đặt món tráng miệng mà anh chưa ăn chút nào tới trước mặt Đào Khê, giống như chẳng hề bận tâm chuyện La Trương Âm và Dương Đa Lạc bỏ đi, bình tĩnh trả lời đợi em ăn xong thì anh tiễn em về. Đào Khê không khách khí nhận lấy, cúi đầu ăn tiếp nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện của mẹ Lâm Khâm Hòa. Cậu bỗng nhớ tới khoảng thời gian rất lâu trước kia, Tất Thành Phi từng nói với cậu rằng mẹ của Lâm Khâm Hòa coi Dương Đa Lạc như con ruột của mình, xem ra lời ấy không ngoa chút nào. Vậy nếu như sự thật được phơi bày, với tình cảm 16 năm như ruột thịt, mẹ của Lâm Khâm Hòa chắc chắn sẽ lựa chọn bảo vệ Dương Đa Lạc. Bà ấy sẽ nghĩ gì về cậu đây, khi cậu và Lâm Khâm Hòa đang trong một mối quan hệ như vậy? Đào Khê lơ định ăn miếng bánh, bỗng nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói, chuyện quan phàm vận tìm em tối nay có liên quan tới Dương Đa Lạc sao? Đào Khê giật mình, cái nĩa trong tay khượng lại, cậu chậm rãi nuốt miếng bánh trong miệng xuống, không trả lời câu hỏi của anh. Đào Khê phát hiện ra rằng, đôi lúc Lâm Khâm Hòa nhạy bén tới mức khiến cậu cảm thấy đáng sợ. Có vẻ Lâm Khâm Hòa cũng không đợi câu trả lời, dùng ánh mắt trầm lắng nhìn cậu, nói tiếp, nếu như lúc đó anh không tới, em sẽ đi cùng với quan phàm vận phải không? Câu nói này không mang theo bất kỳ giọng điệu nào, là một câu hỏi giống như câu khẳng định. Đào Khê im lặng một lúc, rũ mắt xuống, giống như học sinh đang bị người nhà vặn hỏi vậy. Cậu buông nghĩa, hai tay đặt ngay ngắn lên mặt bàn. Học trưởng quan nói với em rằng muốn giới thiệu với em một người bạn, người ấy sẽ giúp đỡ em trong chuyện nộp đơn xin vào trường đại học ở nước ngoài. Cậu vẫn không thể nói cho Lâm Khâm Hòa biết về cuộc trò chuyện mà mình nghe thấy, càng không có cách nào kể cho anh nghe về việc bản thân định nhân cơ hội này mà trả thù. Lâm Khâm Hòa hơi cau mày, anh không hề tin lý do này của cậu. Anh biết Đào Khê sẽ không dễ dàng nhận ý tốt của người khác, huống chi là một người xa lạ có thân phận phức tạp như Quan Phàm Vận. Anh cũng luôn biết rằng Đào Khê có chuyện gì đó giấu mình, có lẽ đó là bí mật mà cậu muốn kể cho anh nghe. Liên quan tới bí mật ấy, anh có một suy đoán vô cùng ngớ ngẩn, ngớ ngẩn tới mức anh cảm thấy bản thân mình điên rồi. Nhạc sĩ nhà hàng đã quay về bên chiếc đàn của mình và ngồi xuống tố một bản nhạc ra nhẹ nhàng, có không ít thực khác đang dùng bữa đang cười và vỗ tay. Nhưng ở phía bàn bên này, hai người bỗng nhiên im lặng chẳng nói gì. Từ trước đến nay đào khê chưa từng thấy lâm khâm hòa nhìn mình như vậy là một ánh mắt như đang mang theo sức nặng nào đó trong lòng cậu bỗng dâng lên nỗi hoảng hốt không tên cậu không biết lâm khâm hòa đang nghĩ gì còn tưởng rằng anh vẫn để ý tới chuyện về quan phàm vận nghĩ nghĩ rồi hỏi thẳng sao vậy anh hội trưởng quan có vấn đề gì sao lâm khâm hòa rời mắt tạm gạt đi phỏng đoán điên rồi trong lòng đúng là anh có nghe được vài chuyện liên quan tới quan phàm vận nhưng không thích bàn tán sau lưng người khác vì vậy chỉ nói không có gì, sau này nếu như một mình cô ta tới gặp em thì tốt nhất là đừng để ý đến." Đào Khê thở phào một hơi, gật đầu, "Vâng, em biết rồi." Sau đó cậu bắt đầu kể về bữa tiệc sinh nhật tối nay của Kim Tinh, miêu tả vô cùng sinh động việc mấy tên chuyên giành mic đã cướp mic để hát như thế nào, rồi giọng ca của Tất Thành Phi khó tả ra sao, chiếc bánh sinh nhật của Kim Tinh siêu to khổng lồ tới mức nào, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Lâm Khâm Hòa vẫn luôn im lặng lắng nghe cậu nói đôi khi anh sẽ đáp lại vài câu. Nghệ sĩ Dương cầm kia đã chơi xong bài nhạc ra và đổi sang một bản nhạc mới khác, tuy chỉ mới tấu một đoạn nhỏ nhưng đôi mắt của Đào Khê đã sáng lên, nói với Lâm Khâm Hòa, anh nghe kìa, là bài Merry Christmas, Mr. Lauren. Một tay cậu trống lên má, cẩn thận lắng nghe một lúc rồi lắc đầu nói, không đàn hay bằng anh. Lâm Khâm Hòa tựa lưng vào ghế, cảm thấy hơi buồn cười, em có thể nghe ra sao? Đào Khê biết Lâm Khâm Hòa đang cười khả năng thưởng thức âm nhạc của mình, hừ một tiếng, em nói anh đàn hay thì chính là như vậy. Lâm Khâm Hòa cười cười, cũng bắt đầu lắng nghe bài hát mà mình đã chơi vô số lần này nhưng cũng không có tâm trí để nghe xem ai tấu hay hơn. Anh nhìn ra phía bên ngoài ô cửa sổ sát đất, lúc này đã là giữa tháng 12, nhiều cửa hàng trên phố đã treo đồ trang trí Giáng sinh lên cửa kính, cổng trung tâm thương mại đối diện còn đặt một cây thông Noel khổng lồ cùng những ánh đèn neon xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy không ngừng. Chỉ còn một trận tuyết nữa thôi là tới Giáng sinh rồi. chương 48, cuối cùng Lâm Khâm Hòa thanh toán cho bữa ăn. Anh tiễn đảo khê về trường thì quay trở về biệt thự, thấy La Trương âm mồi một mình suy sụp bên chiếc ghế sofa, tay cầm chiếc vòng bình an màu đỏ. Sau khi La Trương âm đưa Dương Đa Lạc trở về thì muốn nói chuyện với cậu ta cuối cùng còn tháo chiếc vòng kết bình an mà mình luôn đeo ra rồi tự nhốt mình trong phòng. Lâm Khâm Hòa rót một ly nước ấm, bước tới ngồi xuống bên cạnh La Trương Âm, đưa nước cho bà. La Trương Âm nói lời cảm ơn rồi nhận lấy ly nước, chỉ uống một ngủ, vẻ mặt mang theo sự ấy náy nói, Khâm Hòa à, con gửi lời xin lỗi đào khê giúp mẹ nhé. Vốn dĩ tối nay mẹ muốn mời các con cùng ăn một bữa cơm và nói chuyện, nhưng mà... Lâm Khâm Hòa nói, không sao ạ, à dù sao con cũng định dẫn cậu ấy ăn gì đó. La Trường Âm nhớ tới bầu không khí hơi kỳ lạ giữa Lâm Khâm Hòa và Đào Khê tối nay. Bà không nói gì, chỉ nhìn chiếc sợi dây kết bình an trong tay, gương mặt tràn đầy mệt mỏi, giãi bầy với con trai mình. Gần đây lạc lạc không ổn lắm, ông nội bảo nó về nhà họ phương nó cũng không đi, trước đây còn xin nghỉ phép về nhà mấy ngày không đi học, dạo gần đây khó khăn lắm mới chịu đi học lại, nhưng ngày nào về nhà nó cũng một mực nhốt mình trong phòng không chịu ra hỏi có chuyện gì thì nó chẳng nói tối nay lúc về nhà còn cáu kỉnh nổi nóng nữa mẹ sợ cơ thể nó không tốt lại xảy ra chuyện có một khoảng thời gian trước đây lâm khâm hòa cũng có ý định thử nói chuyện với dương đa lạc nhưng cậu ta vẫn cứ luôn câm như hến anh nghĩ rồi nói với la trường âm mẹ có thể mời bác sĩ tâm lý đến khám cho cậu ta la trường âm không hiểu vì sao một dương đa lạc đang êm đẹp tốt lành lại có vấn đề về tâm lý nghĩ đến chuyện trong nhà hàng tây tối nay có vẻ dương đa lạc đã phải chịu sự kích thích lớn nào đó bà do dự một lúc thử do hỏi lâm khâm hòa có phải giữa lạc lạc và cậu bé đào khê đó có xảy ra mâu thuẫn gì ở trường không mẹ cảm thấy hình như lạc lạc không thích cậu ấy lắm lâm khâm hòa nghe vậy thì thấy hơi không vui trầm giọng đáp đào khê không có qua lại gì với cậu ta cả la trường âm nghe ra được hàm ý che chở đào khê của lâm khâm hòa thở dài nói mẹ chỉ hỏi vậy thôi vì lần trước nghe hai con cãi nhau có vẻ như đã nhắc tới thằng bé chứ không phải mẹ có ý muốn trách đào khê bà vốn đang nghĩ tới chuyện sẽ mời đào khê tới tham dự bữa tiệc tổ chức sinh nhật cho dương đa lạc năm nay dù sao thì có vẻ như mối quan hệ giữa lâm khâm hòa và đào khê cũng rất tốt bà cũng rất thích đứa nhỏ này nhưng xem ra bây giờ mời đào khê tới thì lại không thích hợp cho lắm sợi dây bình an này là do gì phương bệnh ạ à? la trường âm ngơ ra rũ mắt nhìn sợi dây kết bình an đã cũ lắm rồi Giọng nói mang theo sự thương cảm. Đúng vậy, nghe chú Phương nói, lúc A Tuệ mang thai Lạc Lạc ở huyện Thanh Thủy thì cô ấy đã tự bệnh nó cho thằng bé, ngủ ý bình an và vui vẻ. Đáng tiếc rằng không thể đeo tận tay cho Lạc Lạc. Lâm Khâm Hòa nói xong thì thấy Lâm Khâm Hòa cau mày liền hỏi, sao vậy con? Lâm Khâm Hòa lắc đầu, hỏi tiếp, mẹ có biết lúc ấy gì Phương ở chỗ nào của huyện Thanh Thủy không? La Trường Âm ngạc nhiên nhìn Lâm Khâm Hòa, sao con cũng hỏi về vấn đề này vậy? bà biết rằng trước nay Lâm Khâm Hòa chưa từng chủ động nhắc tới Phương Tuệ, thậm chí còn có chút kiêng rè. Lâm Khâm Hòa như đang suy nghĩ gì đó, lạc lạc cùng từng hỏi mẹ sao. La Trường Âm gật đầu, nhớ lại chính là cái lần lạc lạc xin nghỉ phép về nhà ấy, thằng bé bỗng nhiên hỏi mẹ câu này, nhưng hồi đấy mẹ không tới huyện Thanh Thủy nên cũng không biết, chỉ biết là lúc đó A Tuệ ở nhờ tại một gia đình làm nông, còn cụ thể là ở đâu thì chú Phương không chịu nói với mẹ. Bà nói xong thì nhìn Lâm Khâm Hòa, thế nhưng lại thấy sắc mặt anh cứng lại, anh im lặng mất giây rồi lại hỏi tiếp. Bức tranh sơn dầu treo trong phòng tranh mà vẽ về cây hoa đào trên núi đó là tranh gì Phương vẽ lúc ở huyện Thanh Thủy sao à? Là trường âm ngẩn người, nhanh chóng nhận ra Lâm Khâm Hòa đang nói đến bức tranh nào, chính là bức mà bà thích nhất. Trong khe núi, hoa đào nở bung như gấm, bên dòng suối trong vắt, lưng chừng núi có một nông trại với bức tường trắng và hàng ngói đen với làn khói bếp vất vít trên không trung, mang đến một cảm giác yên tĩnh nhẹ nhàng của chốn bồng lai tiên cảnh. Đúng vậy, lúc cô ấy còn ở đó đã vẽ rất nhiều tranh, sau này đều được chú Phương mang về hết, chỗ này của mẹ cũng có vài bức. Lâm Khâm Hòa hỏi nhiều chuyện liên quan đến Phương Tuệ như vậy đương nhiên khiến La Trương Âm nhận ra có gì đó không ổn nhưng lại thấy anh nhíu chặt mày, sắc mặt càng trở nên nặng nề, giữa hai hàng lông mày như mang theo chút gì đó hoảng sợ. La Trương Âm ngờ vực hỏi, sao bỗng nhiên con lại hỏi về chuyện của A Tuệ vậy? chỉ là con đang nhớ tới vài chuyện. Lâm Khâm Hòa đứng lên, cúi đầu nhìn La Trương Âm, hỏi, con có thể tới phòng tranh của mẹ xem một chút được không ạ? À? La Trương Âm cũng đứng lên, gật đầu nói, đương nhiên là có thể rồi. Cảm ơn mẹ, Lâm Khâm Hòa nói với bà, quay người bước về phía đầu cầu thang. Gương mặt La Trương Âm hiện lên nụ cười khổ, đây rõ ràng là nhà của Lâm Khâm Hòa nhưng anh lại luôn khách sáo như vậy. Bà nhìn bóng lưng của Lâm Khâm Hòa, bỗng nhớ tới điều gì đó. Khâm Hòa, chuyện lần trước con nói với mẹ, mẹ đã nghĩ rất lâu vẫn không thể đồng ý được. Lâm Khâm Hòa dừng bước, quay người lại nhìn bà, không nói gì. La Trường Âm bước lại gần, hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai đã cao hơn mình rất nhiều, cất giọng khuyên nhủ cùng khẩn cầu, Khâm Hòa à, con đã từng nghĩ tới việc nếu con làm như vậy, lạc lạc sẽ rất buồn chưa? Bây giờ tâm trạng thằng bé đã không tốt, chúng ta nên ở bên nó nhiều hơn. Lâm Khâm Hòa im lặng nhìn bà. La Trương âm nghĩ rồi hỏi, có phải ông nội đã nói gì với con không? Vẻ mặt Lâm Khâm Hòa bình tĩnh nói, đúng là trước kia ông nội từng nói với con rất nhiều lần rằng muốn con chuyển đến ở tại căn nhà cũ, nhưng con vẫn không đồng ý. Con nói với ông muốn tiếp tục ở đây. La Trương âm nhíu mày. Sau khi Lâm Khâm Hòa được 5 tuổi, Lâm Trạch Thực đã đón anh từ nhà anh trai mình đưa tới sống bên cạnh bà. Ban đầu ông cụ nhà họ Lâm phản đối việc cho cháu trai của mình tới đó bà đã phải lấy lý do rằng muốn hai đứa trẻ cùng tuổi lớn lên bên nhau cho chúng có bạn có bè, lúc này mới miễn cưỡng coi như thuyết phục được ông cụ. Lâm Khâm Hòa nhìn người mẹ của mình, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười, giọng nói vô cùng bình tĩnh, có thể mẹ không biết, nhưng lý do để con ở lại căn nhà này, từ trước tới nay không vì lạc lạc, mà vì mẹ. Đôi mắt la trương âm bỗng run lên, bà khẽ hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Lâm Khâm Hòa đã xoay người rời đi rồi đào khê quay trở lại căn phòng luôn vắng người vào cuối tuần rửa mặt xong xuôi thì ngồi xuống trước giá vẽ để vẽ tranh cậu nghe theo lời đề nghị của kiều hạc niên muốn tham gia một giải thi đấu mỹ thuật tên là cac tiền thưởng của cuộc thi này rất lớn cũng có tầm ảnh hưởng nhất định trên trường quốc tế nếu như cậu có thể giành được giải thưởng thì điều này rất có lợi đối với việc xin vào trường đại học thời gian nộp bàn thảo đã đến rất gần đào khê cũng vẽ được kha khá rồi nhưng cậu nhìn đăm đăm vào bức họa kia suy tư một lúc, đột nhiên tháo tranh ra khỏi giá vẽ rồi thay vào đó là một tờ giấy trắng mới khác. Sau gần nửa tiếng phát hỏa bản thảo đầu tiên, đào khê buông cọ xuống, dùng một tấm vải trắng chùm lên giá vẽ rồi đi rửa tay. Sau đó cậu tắt đèn, trèo lên giường chui vào trong chăn, trợn mắt ngây ngốc nhìn trần nhà. Cậu biết bản thân đang căng thẳng lo lắng, cậu đã đưa ra quyết định rồi. Sau khi cuộc thi của Lâm Khâm Hòa kết thúc, cậu muốn nói sự thật với anh nhưng đối với việc không biết được mọi chuyện sẽ tiếp diễn như nào, cậu không nén được cảm giác sợ sệt. Có lẽ đây là cái cảm giác gọi là càng gần quê lòng càng sợ hãi giữa cậu và những người thân của mình bị ngăn cách bởi một quãng thời gian gần 17 năm, cho dù có tồn tại mối quan hệ huyết thống thì cậu cũng không dám tin tưởng rằng những người thân ấy sẽ nhanh chóng chấp nhận mình. Gốc là Jin Siang Trinh Chia Cẩn Hương Tình Khiếp là một câu trong bài thơ qua Hàn Giang của Tống Chi Vấn dùng để chỉ nỗi bất an và lo sợ của những trở về nhà sau nhiều năm xa quê cho dù họ có chấp nhận cậu thì cậu phải sống thế nào trong một gia đình toàn là người xa lạ như vậy chắc chắn dương đa lạc sẽ không cam chịu trở về gia đình vốn có của cậu ta những người đã nuôi dưỡng dương đa lạc mười mấy năm chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ rơi cậu ta rồi cuối cùng có thể cậu sẽ phải sống dưới cùng một mái nhà với dương đa lạc đóng vai những người anh em tốt của nhau trong vở kịch đó đây là kết cục có khả năng xảy ra nhất nhưng cậu có thể sống hòa nhập với một gia đình như vậy sao? Đào Khê hít một hơi thật sâu, bật màn hình điện thoại lên trong bóng tối, ấn mở khung chat WeChat với Lâm Khâm Hòa muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại nhận ra lúc này đã hơn 12 giờ rồi. Cuối cùng Đào Khê tắt màn hình điện thoại đi, quấn chặt chăn vào người rồi nhắm mắt ngủ trong bóng tối. Cậu nói với bản thân mình rằng, nếu không thể hòa nhập nổi vậy thì cứ để nó như vậy đi. Chẳng phải mười mấy năm nay cậu vẫn sống như vậy đó sao? cho dù không có người thân, một mình cậu vẫn có thể sống tốt. Huống chi cậu còn có lâm khâm hòa. Đào khê thuyết phục bản thân xong, cuối cùng an lòng nhắm mắt ngủ. Nhưng cả đêm đó cậu nằm mơ. Cậu mơ thấy năm mình lên người ở nhà bà ngoại, đào lạc quên tắt vòi ống nước, nước chảy làm ngập hầm chứa khoai lang của bà. Quách Bình biết chuyện cũng chẳng hỏi han gì mà chỉ đuổi đánh cậu bằng một cây gậy tre. Cậu đau lắm, khóc lớn nói với mẹ rằng không phải do con làm, không phải con. Cậu chạy tới trước mặt bà ngoại cầu xin bà làm chứng cho mình, nhưng bà chỉ ôm lấy Đào Lạc mà im lặng. Rồi cậu lại mơ thấy cái đêm trong bệnh viện, cậu lặng lẽ núp bên ngoài cửa phòng bệnh, nhìn ông bà ngoại của mình ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay Dương Đa Lạc, đau lòng rơi nước mắt thì thầm, cháu ngoan, hết lần này đến lần khác. Cậu muốn chạy vào trong phòng bệnh nhưng làm cách nào cũng không vào được, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa hét lên với bọn họ. Là con, ông bà nhìn con đi, nhìn con đi mà nhưng ông bà ngoại vẫn chẳng thể nào nhìn thấy hay nghe thấy giọng của cậu lúc đào khê tỉnh lại nhận ra cái chăn bông đã bị mình đá tung ra từ bao giờ cổ họng rất đau trên người giường như chẳng có chút sức lực nào cậu ngọ ngoại trên giường một lúc chuông chưa kêu nhưng cậu vẫn bỏ dậy nhanh chóng mặc đồng phục rồi rửa mặt sau đó ra ngoài luyện tiếng anh sau một đêm quầy tương bừng ngày thứ hai đầu tuần không ít các cô cậu học sinh cảm thấy hơi uể oải vừa hết thiết một cái là nằm bẹp cả lũ đào khê cũng rất buồn ngủ còn thấy hơi nhức đầu nữa nhưng vẫn cố gắng không ngủ trông đỡ qua cả một buổi sáng và buổi trưa đào khê cảm thấy dường như cái đầu của mình càng đau hơn cậu cúi đầu sắp xếp lại những ghi chép ở lớp bỗng cảm thấy một bàn tay sờ lên chán mình hơi lành lạnh đào khê nhìn sang bên cạnh lâm khâm hòa rút tay lại cau mày nhìn cậu nói em sốt rồi đào khê sờ sờ cái chán của mình cảm thấy chẳng nóng gì cả liền cười đùa với anh có thể là do tay của anh lạnh đó hay là để em ủ ấm cho nha vẻ mặt của lâm khâm hòa vẫn nghiêm túc như cũ anh đứng lên đi tới cạnh bục giảng nói điều gì đó với chu cường vừa vào lớp còn đang chuẩn bị giảng bài sau đó anh bước tới bên đào khê nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đứng lên đào khê trợn tròn mắt nhìn lâm khâm hòa cậu không muốn trốn tiết toán đâu đến phòng y tế lâm khâm hòa cất giọng không cho phép từ chối Đào Khê bị Lâm Khâm Hòa kéo tới phòng y tế. Mấy ngày gần đây không khí lạnh tăng cường nên trong bệnh xá có không ít người ốm, tiếng hắt xì cùng cả tiếng ho sù sụ vang lên không ngớt bên tai. Có phải tối qua đắp chăn không kỹ đúng không? Cô bác sĩ Trường không hề cảm thấy ngạc nhiên, cô đã từng xử lý vết thương cho Đào Khê, cũng coi như là quen biết Lâm Khâm Hòa. Đào Khê ngồi lên ghế kẹp cặp nhiệt độ, bơ phờ gật đầu. Đã lớn đến thế này rồi mà vẫn còn đá chăn. Cô bác sĩ dễ gần nói đùa một câu. Đào Khê cảm thấy hơi xấu hổ nhìn Lâm Khâm Hòa nhưng lại nghe anh nghiêm túc hỏi cậu, "Trong phòng ngủ không bật điều hòa sao?" Cậu lắc đầu nói, "Em không thích bật điều hòa, khô lắm." Thực ra cậu cảm thấy có một mình cậu mà bật điều hòa thì quá lãng phí tiền điện rồi. Một lúc sau, bác sĩ nhìn chiếc cặp nhiệt độ, nói với Lâm Khâm Hòa đang đứng bên cạnh, "38 độ 8, vẫn ổn, sốt không cao lắm, cô sẽ kê cho bạn ấy chút thuốc." có cần nghỉ học quay về nghỉ ngơi không ạ à? lâm khâm hòa nâng nay lên sờ chán cậu hỏi bác sĩ không cần không cần đâu đào khê vội vàng cướp lời cậu không muốn trốn học đâu bác sĩ cảm thấy mối quan hệ giữa hai cậu bé này thật tốt nhưng lâm khâm hòa lại hơi căng thẳng quá nên buồn cười nói xin nghỉ về nhà sao vậy thì không cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lúc chú ý giữ ấm cơ thể là sẽ nhanh khỏi thôi đào khê hất cằm về phía lâm khâm hòa Hùa theo, đúng đó nha, sức khỏe của em tốt lắm luôn. Trước đây bị ốm em cũng chẳng uống thuốc, khỏi nhanh lắm. Mấy đứa trẻ nơi cậu sống đều nuôi qua quýt cả, hơi nhức đầu hay sốt gì đó thì người nhà cũng không coi là chuyện gì lớn lắm. Cùng lắm thì tới chỗ ông bác sĩ đông y già trong thôn mua chút thảo dược về uống thôi. Nhưng cậu đã quên mất cơn sốt 3 ngày không khỏi năm 10 tuổi ấy, lúc ấy máu mũi cậu cũng chảy ra, đi học còn mê man trên lớp, rốt cuộc được thầy cô đưa tới bệnh viện trong huyện mới nhặt lại được cái mạng. Bác sĩ trách đào khê, cái này thì không đúng, nếu đã mắc bệnh rồi, nên uống thuốc thì vẫn phải uống, không được xem thường những cơn cảm cúm đâu, càng để kéo dài thì bệnh càng nặng hơn đó. Đào khê bị đâm trúng sự thật, Chột giả, vâng, một tiếng, lặng lẽ nhìn lâm khâm hòa đứng bên cạnh, lại thấy anh đang nhìn mình đăm đăm, ánh mắt mang theo ý gì đó khó hiểu. Cậu không vui cúi đầu, tiếp tục lắng nghe Lâm Khâm Hòa nói chuyện với bác sĩ, không nói leo nữa. Lâm Khâm Hòa cầm lấy thuốc mà bác sĩ đưa, lúc này đào khê cuối cùng cũng thở phào một hơi, vội vàng đứng lên nói về lớp thôi anh. Lâm Khâm Hòa không nói gì, vươn tay lên đeo khăn quàng cổ cho cậu, chỉ để lộ ra có nửa gương mặt, sau đó dẫn cậu ra ngoài, cả đường đi chỉ im lặng chẳng nói năng gì. Đào khê cảm thấy Lâm Khâm Hòa sao sao đó, hình như cũng không phải là đang giận mà là tâm trạng có hơi nặng nề cậu không biết lâm khâm hòa làm sao quấn lấy anh nói vài câu đi được một lúc cậu mới nhận ra lâm khâm hòa không đi về lớp học mà đang dẫn cậu tới ký túc xá đào khê sướng sờ nhìn lâm khâm hòa về ký túc làm gì ạ à? em cần phải ngủ một giấc lâm khâm hòa nói đào khê không muốn lắm nhưng lại không dám phản bác lại lâm khâm hòa chỉ đành dẫn lâm khâm hòa lên lầu cái đầu mơ màng choáng váng của cậu đang suy nghĩ xem ban sáng mình đã thu dọn sạch sẽ phòng ngủ chưa mở cửa phòng ký túc ra, đào khê bật đèn, luống cuống đặt giá vẽ sang một bên, còn định rót nước cho Lâm Khâm Hòa nhưng anh đã nắm lấy tay cậu kéo đến ghế rồi ấn vai cậu ngồi xuống. Em ngồi yên đây, đào khê ngoan ngoãn nghe thời ngồi không động đẩy, chỉ có đôi mắt là luôn nhìn chăm chú Lâm Khâm Hòa không rời. Lâm Khâm Hòa quét mắt một lượt quanh ký túc xá, trong phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Anh vừa nhìn thoáng qua liền nhận ra giường của Đào Khê bởi vì ở đầu giường có một con gấu nhỏ màu hồng chính là món đồ chơi mà bọn họ gắp được trong máy gắp thú bông anh bỗng nhớ tới buổi tối ở nhà hàng đồ cô ấy vì điều gì mà anh lại dẫn đào khê đi gắp thú bông nhỉ lâm khâm hòa cầm lấy điều khiển điều hòa trên bàn bật lên và điều chỉnh nhiệt độ rồi cầm lấy cốc nước của đào khê tới chỗ máy lấy nước bên ngoài rót một ly nước ấm pha thêm chút nước sôi lúc quay lại đã phát hiện ra đào khê đã nằm sấp lên bàn nhắm nghiền mắt ngủ mất rồi lâm khâm hòa nhẹ nhàng nhéo cái má của đào khê cất giọng ấm áp, uống thuốc đã rồi ngủ. Đào khê gắng gượng mở mắt ra, mí mắt như sụp xuống, ôm lấy eo lâm khâm hòa, tì chán lên người anh híp mắt gật gù ngủ tiếp. Lâm khâm hòa khẽ khàng xoa ót cậu rồi nhìn quanh phòng ngủ lần nữa, nghĩ ký túc xá nhỏ quá, giường cũng bé thế kia. Đào khê dựa vào người lâm khâm hòa ngủ tiếp đi, cuối cùng vẫn bị anh lay tỉnh. Cậu nhận lấy cốc nước trong tay lâm khâm hòa, uống từng ngụm một, cảm giác khô khốc nơi cổ họng đỡ hơn một chút. Lâm Khâm Hòa mở gói thuốc vừa mua ra, dựa theo lời bác sĩ nói mà lấy ra vài viên thuốc, đặt trong lòng bàn tay Đào Khê. Mặt Đào Khê nhăn nhúm lại, cậu không thích uống thuốc một chút nào nhưng Lâm Khâm Hòa cứ nhìn cậu đăm đăm, thành ra vẫn phải ngoan ngoãn uống. Lâm Khâm Hòa nhìn cậu uống hết thuốc, đóng cửa ban công lại, nói với Đào Khê, lên giường nằm ngủ đi nào. Đào Khê ngồi yên không nhúc nhích, đôi gò má trắng nõn hơi ửng hồng, ánh mắt cùng mang theo hơi nước cậu ngửa đầu nhìn thẳng vào Lâm Khâm Hòa, giống như bị sốt đến ngốc luôn rồi. Lâm Khâm Hòa nghĩ nghĩ, vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Đào Khê, thấp giọng nói anh không đi đâu hết. Lúc này Đào Khê mới chậm chạp đứng lên, cởi áo khoác ngoài với giày da, trèo lên giường rồi bọc chăn kín người thành một cái kén. Nhưng cậu cũng không nhắm mắt ngủ ngay mà uốn éo người tới gần mép giường, dướn cổ nhìn Lâm Khâm Hòa, đôi mắt đen lấy lộ ra khỏi chăn bông. Lâm Khâm Hòa cảm thấy không biết phải làm sao, anh biết Đào Khê muốn gì, quét mắt qua bàn cậu hỏi trong phòng em có sách không. Đào Khê dầu dĩ nói trong ngăn kéo có à. Lâm Khâm Hòa mở ngăn kéo ra rồi chọn bừa một cuốn sách bên trong, dơ lên cho Đào Khê xem, nói anh ở đây đọc sách, em cứ yên tâm ngủ đi. Đào Khê ừm một tiếng, có vẻ cuối cùng cũng yên tâm rồi, nằm tại chỗ nhắm mắt lại. Một lúc sau thì thiếp mất. Lâm Khâm Hòa cũng không đọc sách mà cúi đầu nhìn tấm danh thiếp mà anh vô tình lấy ra trong ngăn kéo. Anh cầm tấm danh thiếp màu vàng kim nhặt lên, nó được giữ gìn rất cẩn thận, trông vẫn như mới, ở giữa chỉ có ba chữ, Dương Tranh Minh. Lâm Khâm Hòa đặt danh thiếp lại trong ngăn kéo, sau đó cầm lấy chiếc áo khoác mà Đào Khê vừa cởi ra đắp lên chăn của cậu. Giá người anh cao nên đứng bên cạnh giường cũng có thể nhìn thấy Đào Khê. Có lẽ Đào Khê có thói quen nằm nghiêng khi ngủ, gương mặt đỏ ửng của cậu đối diện với anh, hơi thở có chút nặng nề, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có bờ mi thi thoảng khẽ run nhẹ. Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê một lúc, anh đặt chú gấu màu hồng bên cạnh đầu cậu, vươn tay khẽ khàng xoa đầu cậu rồi lại sờ lên đầu con gấu nhỏ, để nó ngủ bên cạnh Đào Khê trên chiếc giường nhỏ hẹp này. chương 49, từ nhỏ Đào Khê đã rất sợ bị ốm. Vì bệnh tình của em gái mà gia đình cậu đã nghèo rất mồng tơi rồi nên cho dù cậu có cảm thấy khó chịu trong người thì cũng sẽ không nói với Quách Bình và những cơn sốt thông thường thì chỉ cần tầm một tuần là có thể khỏi may mắn thay trước giờ cậu chưa từng mắc phải bệnh gì nghiêm trọng có một lần duy nhất bệnh nặng dường như đến cả quách bình cũng bị dọa sợ cậu phải ở lại bệnh viện chăm sóc mấy ngày sau đợt ấy có đôi lúc cậu thấy mắc bệnh cũng không tệ chút nào bởi vì những lúc bị ốm quách bình sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn một chút còn nấu cho cậu một bát canh gà rất thơm nữa đây là điều mà cậu khao khát nhất từ khi còn nhỏ đặc biệt mà mỗi khi mùa đông tới lúc đào khê tình lại thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là con gấu nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình, dọa cậu sợ hết hồn. Sau đó cậu phát hiện ra ánh sáng trong phòng hơi tối, không được bật đèn. Cậu ngồi bật dậy, nằm bò ra phía mép giường tìm lâm khâm hòa nhưng trong phòng không có một bóng người. Cậu nhìn chiếc áo trải trên chăn bông, biết lâm khâm hòa có thể chỉ tạm thời vừa ra ngoài thôi, nhưng lòng vẫn cảm thấy trống rỗng. Vì cảm giác ngủ một mạch tới lúc hoàng hôn rồi tỉnh lại chỉ có một mình mình không tốt đẹp cho lắm, giống như bị cả thế giới ruồng bỏ vậy. Đào khê ngồi ngây người trên giường mất một lúc, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu nghiêng đầu nhìn, là Lâm Khâm Hòa đang xách theo một cái túi bước vào. Anh hơi ngẩng đầu nhìn cậu, cau mày nói, mặc áo vào đi em. Đôi mắt đào khê trong chốc lát sáng bừng lên, nhanh chóng mặc chiếc áo vừa dày vừa nặng kia vào người, trèo xuống giường, quấn giết lấy Lâm Khâm Hòa như cái đuôi. Lâm Khâm Hòa bật đèn lên, đặt túi thức ăn trong tay xuống bàn, Vươn tay sờ lên chán đào khê đang đứng sát xịt bên mình. Đã không còn sốt nữa rồi nhưng anh vẫn không yên tâm, lấy chiếc cặp nhiệt độ mua trong phòng y tế ra đưa cho đào khê, đo thử nhiệt độ cơ thể xem nào. Đào khê nhận lấy, kẹp vào dưới cánh tay, đi tới đi lui xung quanh cái túi đầy áp đồ ăn, không nhịn được mà nằm bò lên bàn, ghé sát vào cái túi cẩn thận hít hít. À à, thấy mùi thơm rồi nha. Trước đây em nói là sau này sẽ nuôi một chú cún con, em còn nhớ không? lâm khâm hòa dài một tờ báo tiếng anh đã bỏ đi lót lên mặt bàn lấy từng hộp đồ ăn trong túi ra đào khê ngẩn người nhớ ạ à? lâm khâm hòa lấy bát canh cuối cùng ra thờ ơ nói anh thấy không cần nuôi nữa đâu ở đây không phải có một con rồi sao giỏi lắm vòng vo thế cuối cùng cũng chỉ muốn nói rằng cậu giống cún con mà thôi đào khê giả bộ như không nghe thấy rút nhiệt kế ra đưa cho lâm khâm hòa hỏi anh ăn rồi sao lâm khâm hòa ừ một tiếng cầm cặp nhiệt độ dơ về phía đèn nhìn một lúc, đôi lông mày giãn ra, hạ sốt rồi. Em đã nói là sức khỏe em tốt lắm mà, ăn cơm đi nào. Đào khê cũng không ngồi xuống ngay mà bê một chiếc ghế khác đặt bên cạnh ghế của mình, sau đó nhìn anh với đôi mắt mong chờ. Lâm Khâm Hòa đã biết lúc đào khê bị ốm có hơi dính người. Anh ngồi xuống chiếc ghế kia, lúc này đào khê mới ngồi xuống bên cạnh anh. Đào khê cúi đầu nhìn mấy món ăn trước mặt, có lẽ là lâm khâm hòa đặt mua đồ ăn ở nhà hàng bên ngoài còn có cả bát canh gà vàng óng hương thơm đậm đà cứ xông thẳng vào mũi lâm khâm hòa thấy đào khê ngây ngốc nhìn đăm đăm vào bát canh gà thấp giọng hỏi em không thích sao đào khê rũ mắt lắc đầu lấy muỗng múc một thìa canh nhỏ em thích ăn canh nhất đấy tôi đến đào khê cùng lâm khâm hòa tới buổi tự học tối rồi chóng bổ sung những bài học của buổi chiều cơn sốt của cậu đến nhanh mà đi cũng nhanh có điều sau khi tan học Lâm Khâm Hòa vẫn nhìn đăm đăm cậu uống thuốc rồi mới chịu đi. Đào Khê quay về phòng ký túc thì tiếp tục vẽ bản thảo để nộp dự thi. Vì cậu đã bỏ bản nháp cũ đi, mà hạn nộp hồ sơ lại đang tới rất gần rồi nên bỗng chốc thời gian của cậu trở nên eo hẹp và khẩn trương hơn. Phan Ngạn biết Đào Khê muốn tham gia cuộc thi CAC từ lâu. Cậu ta đứng trước giá vẽ ngắm nhí một lúc, trông thấy từ từ kỳ cũng sắp tới gần nhìn thì mỉa mai mấy câu, cậu xem mà hiểu sao, đứng đây chắn cả đường từ từ kỳ rời mắt, quay về chỗ của mình, hừ một tiếng, vẽ trông quái dị thế kia thì ai mà nhìn hiểu được cơ chứ. Thế nhưng Phan Ngạn Hưng phấn nói, đây người ta gọi là trường phái triều tưởng, có biết không hả? Cái loại người chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào như cậu thì không thông não nổi. Thuốc nổ được châm ngòi, hai người lại bắt đầu đấu khẩu với nhau. Đào khê liếc từ từ kỳ, thu dọn hỏa cụ xong thì đặt giá vẽ vào trong góc phòng, lấy một tấm vải trắng cẩn thận trùm lên. Sau khi tắt đèn, Phan Ngạn nằm trên giường nghịch điện thoại, nhếch miệng thở dài, dự báo thời tiết nói là tuần sau hầu hết các khu vực trong cả nước đều sẽ giảm nhiệt độ, chỗ của tụi mình còn có thể có tuyết rơi nữa đấy. Đúng là phải cảm ơn người đã phát minh ra điều hòa nhiệt độ, nếu không thì ông đây sẽ chết cóng mất. Từ từ kỳ chế diễu, cậu lắm mỡ như thế hóa ra chỉ dùng để trang trí thôi à. Hai người lại bắt đầu sỏ xiên nhau, mãi cho đến khi quản lý ký túc xá gõ mạnh vào cửa mấy cái thì mới chịu ngậm mồm lại. Đào Khê nằm dài trên giường chẳng nói gì. Cậu lấy điện thoại dưới gối ra, kiểm tra phần dự báo thời tiết rồi mở một app mua sắm mà cậu chưa dùng lần nào, lần mò tìm được một đống đồ. Sau nhiều lần so sánh cùng đọc bình luận, cuối cùng cậu đặt mua một cái máy sưởi, hai tấm thảm điện, hai cái chăn giày, hai chiếc áo lông, hai cái khăn quàng cổ, hai đôi găng tay, mấy cái áo len và một vài đôi tất nhung. Mua xong thì đã gần một giờ rồi, số tiền thừa cũng chẳng còn lại bao nhiêu, cậu kiểm tra lại đơn hàng một lượt rồi lại đặt mua thêm vài chiếc cặp tóc cùng một chiếc mũ len trùm đầu nhỏ màu đỏ dự báo thời tiết nói không sai chút nào một đợt không khí lạnh nữa lại tràn về hầu khắp các tỉnh của Trung Quốc tuần tiếp sau đó nhiệt độ đột ngột giảm xuống tầm không độ nhưng nhiệt độ có thấp tới đâu gió có lạnh đến mấy thì cũng không thể dập tắt được nỗi mong mỏi đón giáng sinh về của các chàng trai cô gái lễ giáng sinh năm nay rơi vào đúng ngày chủ nhật mấy cô gái đã lên kế hoạch đi mua sắm dạo phố với nhau từ lâu, đám con trai thì không mấy mặn mà với Giáng sinh nhưng những món đồ chơi với game nước ngoài mà bọn họ muốn mua chắc chắn sẽ giảm giá vào dịp này nên cũng hóng ngày này mau tới. Một vài người lớp 11 phần một đều tới cùng một nơi vào chiều chủ nhật này nên vào giờ nghỉ trưa thứ bảy, mấy người nhận được lời mời ở lại tụ tập trong lớp cùng nhau bàn bạc xem nên mua quà gì. Nghe nói năm nay cô La lại chuẩn bị cho mỗi đứa bọn mình một món quà Giáng sinh đấy quả năm ngoái đắt ghê, làm tụi mình ngại lắm. Năm nay cô ấy mời nhiều người như thế thì kiểu gì cũng tốn nhiều hơn nữa. Một cô gái nói, mình vẫn còn nhớ cái bánh sinh nhật năm ngoái làm thành một con búp bê bằng fondant cao nửa mét dựa theo Yakun nữa. Đỉnh thực sự, với lại dễ thương lắm, vừa nhìn là biết không rẻ chút nào. Fondant có thể hiểu đơn giản như kẹo đường, được làm từ bột đường trắng, chủ yếu để trang trí cho bánh kem. Một cô gái liếc nhìn về hàng ghế cuối, sau khi chắc chắn rằng lâm khâm hòa không ở đó liền nói có điều nhà lâm khâm hòa giàu như thế với bọn họ mà nói thì có đáng là bao đâu hâm mộ ghê mỗi năm tới sinh nhật mình mẹ mình nấu cho được một bữa ăn ngon là phúc lắm rồi một cậu bạn nói với giọng ao ước dù sao thì cô ấy cũng nuôi người ta từ bé đến lớn khác gì con ruột đâu chứ cô bạn khác nhỏ giọng nói sao mình thấy còn thân hơn cả con ruột luôn ấy tất thành phi vừa vào lớp học nhìn thấy đám bạn đang buôn chuyện thì không nhịn được mà sắp vô, chia sẻ lại những câu chuyện cụ dích năm xưa mà mình biết cho mọi người nghe xong mới hài lòng quay về chỗ ngồi. Hỏi cậu bạn Đào Khê vẫn luôn cúi đầu làm đề, Khê ca, chiều mai cậu muốn đi với mình không? Cậu ta đương nhiên cho rằng Đào Khê cũng được mời, dù sao thì Lâm Khâm Hòa với Đào Khê cũng thân nhau vậy mà. Đào Khê dừng bút, xoay nó một vòng trong tay, giọng bình bình, chiều mai mình phải đi học vẽ nữa cho dù không đi học vẽ thì cậu cũng không thể tới, đến quậy phá à. Cậu tưởng tượng ra cảnh đó thì cười nhạo một tiếng. Gốc là gia trang di cuồng nhân chỉ những người hay tới chỗ làm ăn của người khác để phá phách quấy rối. Tất thành phí tiếc lắm, nhà của học thần là một nơi cực kỳ có hơi thở của nghệ thuật, cho nên bữa tiệc năm nay chắc chắn sẽ cực kỳ vui. Cậu không đi thì đáng tiếc quá. Đào khê không nói gì, cúi đầu làm để tiếp. Nhà của Lâm Khâm hòa sao? cậu bỗng nhớ tới giấc mơ rất lâu về trước trong mơ lâm khâm hòa dẫn cậu về nhà nhưng cuối cùng xe lại chạy tới đào khê loan cậu mời lâm khâm hòa đến nhà cậu nhưng anh lại xoay người bỏ đi cậu đuổi theo mãi mà vẫn không kịp hiện tại cậu đã đuổi kịp lâm khâm hòa nhưng lại không muốn tới nhà anh chút nào bởi căn nhà đó liên quan tới một người mà cậu không muốn nhìn thấy đào khê làm đề một lúc sau khi tính sai một vài công thức cậu chợt nhận ra một vấn đề lâm khâm hòa có biết rằng sinh nhật của cậu trùng với lễ giáng sinh không nhỉ cách đây rất lâu cậu đã từng thì thầm trong phòng nhạc về điều ấy nhưng không biết liệu lâm khâm hòa có nghe thấy không cho dù nghe thấy thì không biết anh có nhớ không nữa đào khê không yên tâm lắm quyết định đợi khi nào lâm khâm hòa về thì sẽ nói với anh rồi hẹn ra ngoài tối mai kết quả là đợi đến lúc tan lớp buổi chiều mới thấy lâm khâm hòa quay về từ lớp luyện thi đào khê đi cùng anh tới căn tin trên đường cậu nói với lâm khâm hòa bằng giọng tự nhiên em thấy dự báo thời tiết nói là lễ giáng sinh năm nay có thể sẽ có tuyết rơi đó lâm khâm hòa ừ một tiếng sắc mặt bình tĩnh bộ dạng như kiểu chẳng nhớ ra điều gì đào khê lập tức nghẹn họng cậu gượng gạo chuyển chủ để nói sang chuyện khác lúc đi ngang qua tiệm trà sữa cảnh căn tin thì thấy một cô gái trẻ đang làm việc ở trước cửa hàng đang phát cho mỗi học sinh đi qua một tấm thẻ ước nguyện miễn phí sau khi viết xong có thể treo lên cây thông noel trong quán hầu hết những người nhận tấm thẻ kia đều là con gái nhưng cô nhân viên thấy đào khê tò mò nhìn đống tiệp trong tay mình lại trông cậu đẹp trai thì liền cười rồi nhét tấm thẻ vào tay cậu đào khê nói lời cảm ơn với cô nàng nhân viên cậu nhìn tấm thẻ trong tay còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị một bàn tay lấy mất đào khê muốn cướp lại cái thẻ trong tay lâm khâm hòa người ta đưa cho em mà nhưng lâm khâm hòa lại nhét luôn nó vào trong túi sau đó lấy chiếc điện thoại đang rung lên ra cúi đầu nhìn màn hình bước tới một nơi vắng người rồi nhận cuộc gọi đào khê chỉ đành dừng lại chờ lâm khâm hòa nhìn thấy anh cau mày một lát sau thì trầm giọng nói bây giờ em sẽ qua đó sao vậy anh đào khê hỏi cậu cảm thấy vẻ mặt của lâm khâm hòa bỗng chốc trở nên nghiêm túc sau khi nhận cuộc gọi vừa rồi dạo gần đây lâm khâm hòa có vẻ rất bận anh thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại có lúc còn xin nghỉ học nửa ngày đào khê từng hỏi mấy lần nhưng anh chỉ nói là chuyện trong nhà cậu cũng đành thôi không hỏi gì thêm. Ánh mắt Lâm Khâm Hòa trầm lắng, nói, không có gì, anh phải đi xử lý một chút việc. Trong lòng Đào Khê cảm thấy hơi mất mát, vốn dĩ cậu định nhân lúc ăn cơm này mà tỉ mỉ nói cho Lâm Khâm Hòa nghe về kế hoạch tối mai, nhưng giờ xem ra cậu chỉ có thể nói trên WeChat rồi. Đào Khê rũ mắt xuống, mím môi, chia tay ra nói, vậy anh trả em tấm thẻ đi, em muốn viết ước nguyện. Lâm Khâm Hòa không lấy nó ra, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Đào Khê rồi mau chóng buông ra, khẽ nói: "Tối nay anh cùng em ước nguyện sinh nhật, không được sao?" Đào Khê đột nhiên ngước mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, thấy trong đôi mắt anh như mang theo nét cười. "Anh, anh biết sao?" Cậu trợn tròn hai mắt, bỗng dương cao giọng nói: "Tối nay á? À? Nhưng ngày mai mới là sinh nhật em mà. Cậu đã lập kế hoạch rằng chiều mai sau khi vẽ xong sẽ cùng ăn cơm với Lâm Khâm Hòa, nhân đó tổ chức sinh nhật luôn." vừa hay lại còn né được bữa tiệc mà mẹ Lâm Khâm Hòa tổ chức cho Dương Đa Lạc nữa. Làm vậy thì anh sẽ không cảm thấy bị khó xử. Giọng Lâm Khâm Hòa mang theo chút bất đắc dĩ, sinh nhật phải trải qua thời điểm không giờ thì mới có ý nghĩa. Giây phút cuối cùng của tuổi 16 cùng giây phút đầu tiên của tuổi 17 đều rất quan trọng. Đào Khê Đờ đẫn gật đầu, điều này giống như việc chuyển giao năm mới vậy, thời khắc không giờ mang ý nghĩa là một năm mới bắt đầu. Sinh nhật cũng nên trải qua giây phút không giờ điểm đó, chính là lớn thêm một tuổi nữa. Cậu nở nụ cười, đôi mắt sáng như ánh sao đêm, đúng vậy nha, qua 12 giờ đêm nay là em bằng tuổi với anh rồi đó. Cậu cũng sẽ 17 tuổi giống Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa sửa lại lời của cậu, không phải, anh vẫn lớn hơn em mấy tháng. Đào Khê biết Lâm Khâm Hòa sinh vào tháng 5, cảm thấy anh tính toán mấy chuyện này thì có hơi ngây thơ nhưng vẫn hùa theo, vâng 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 anh lớn hơn em anh lớn hơn em ạ à? cậu nói xong thì thấy lâm khâm hòa hơi nhướng mày còn ừ một tiếng sau khi tan học thì anh tới đón em lâm khâm hòa nói đào khê gật mạnh cậu nhìn lâm khâm hòa rời đi vui vẻ bước vào căn tin lấy thẻ ăn ra quẹt một món thịt đắt tiền rồi ngồi ăn trong mãn nguyện cậu chẳng thèm muốn bữa tiệc náo nhiệt kia của dương đa lạc chút nào nhưng vẫn không kìm được mà nghĩ nếu trong tương lai cậu nói ra mọi sự thật thì liệu cậu có thể được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như vậy hay không? Cậu không cần quá nhiều bản, cũng không cần những món quà đắt tiền, chỉ cần một chiếc bánh kem thôi, bé bé xinh xinh là được rồi. Có Lâm Khâm Hòa, có em gái, có ba và cả ông bà ngoại, có lẽ có cả ba mẹ nuôi của cậu nữa, mọi người sẽ nói với cậu một câu, rằng chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nếu được như vậy thì thật tốt biết bao. chương 50, trong phòng riêng của một quán cà phê nhỏ, Tô Vân lấy laptop từ trong cặp tài liệu ra, ngồi đối diện nói với cậu thiếu niên, người biết được chân tướng năm đó không nhiều. Sau hơn mười mấy năm, Tống Tân tốn chút thời gian mới tìm được một người trong cuộc thấu tình đạt ý, là một bà lão từng làm bà đỡ đẻ. Tống Tân là một thám tử tư rất có năng lực, vì có một khoảng thời gian Lâm Khâm Hòa từng nhờ Tô Vân nên cô đã thuê Tống Tân đến điều tra tại làng đào Khê Loan ở huyện Thanh Thủy lúc đầu bà lão rất kín miệng làm tống tân phải mất một thời gian mới có thể khiến bà ta kể ra sự thật đây là đoạn video đã được ghi lại tô vân click vào video trên laptop rồi đưa lâm khâm hòa lâm khâm hòa trầm ngâm nhìn màn hình không cầm lấy laptop anh chưa từng nhận ra chính mình lại hèn nhát và yếu đuối đến mức không có nổi một phần dũng khí để chứng thực những suy tư làm bản thân thống khổ suốt những ngày qua dù rằng mọi chuyện đều đã rõ như ban ngày cuối cùng anh hít một hơi thật sâu đeo tai nghe và mở video lên. Đoạn video do Tống Tân quay khi ở làng đào Khê Loan. Một bà lão tóc bạc phơ ngồi giữa gian nhà, tường thuật lại sự việc xảy ra vào đêm đông 17 năm trước tại một hộ nhà nông bằng khẩu âm địa phương đặc sệt. Cô nàng họa sĩ chú ở làng tôi hơn nửa năm và sống cùng vợ của người đàn ông họ đào. Quan hệ của hai người đó tốt lắm và trùng hợp là cả hai đều có mang, cũng xanh cùng ngày. Tôi nhớ rõ ràng là hôm ấy tuyết rơi nhiều, bà già của đào gia tìm tôi và mụ lưu cùng thôn đến đỡ đẻ con dâu đào gia xanh đứa bé khi còn chưa đầy tháng mụ lưu liền bảo đứa bé có khả năng không dễ nuôi chính tôi còn nhớ rõ là đứa bé có vết bớt đỏ trên cổ tay nên khẳng định bà già đào gia sẽ không nhận lầm cháu đâu ôi đáng tiếc là cô nàng họa sĩ bị xuất huyết sau khi xanh chúng tôi đưa cô ấy lên trạm y tế của thị trấn nhưng trước khi tới nơi thì đã không kịp rồi sau này tôi được nghe kể là cô nàng và con cô ấy đã được người thân đón về nhưng về sau tôi phát hiện trên cổ tay cậu bé ấy không có vết bớt đỏ cảm thấy không đúng sợ mình nhớ lầm nên liền hỏi cụ thể mụ lưu mụ nói là mụ cũng nhớ trên tay con trai đào gia có bớt thế là chúng tôi mới biết đào gia đã kín kẽ tráo đổi hai đứa bé mụ lưu xuống suối vàng mấy năm trước rồi tôi và mụ đã nói về việc này nhiều lần với nhau bảo rằng thâm tâm mụ không được bình yên tôi cũng vậy đúng là tạo nhiệt, lẽ ra đứa nhỏ ấy phải được trưởng thành ở thành phố, thế mà lại bị giam hãm trong cái làng nghèo khổ này, tự hỏi mẹ cậu bé trên trời cao dõi theo sẽ cảm thấy đau khổ đến nhường nào. Lâm Khâm Hòa tắt video, nhắm chặt đôi mắt khô khốc ửng đỏ. Ngón tay anh run dày quắp lại, móng tay cứa vào lòng bàn tay đến mức làm khớp xương âm ỉ đau. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, liên tưởng tới vô số khả năng và cũng phỏng đoán đến những con người có dã tâm ác độc nhất nhưng khi biết được sự thật phi lý này nỗi giận dữ trong lòng như ngọn lửa lan ra cả một vùng thảo nguyên gần như thiêu dụi tất cả cơ quan nội tạng anh không thể tha thứ cho gia đình đó cũng như sự ích kỳ đáng sợ của chúng hai bà lão kia cũng vậy tự hỏi nếu còn lương tâm vậy tại sao lại chọn con đường im lặng dối trá thậm chí bỏ qua cho những người bên cạnh cũng không thể vì tại sao đã nhiều năm trôi qua mà hai vị trường lão họ phương lẫn dương tranh minh và mẹ của anh La Trương Âm vẫn còn ám ảnh người phụ nữ Phương Tuệ kia đến vậy. Vì sao lại chưa một lần tìm đến nơi Phương Tuệ chút hơi thờ cuối cùng và nhìn xem đứa trẻ bị lãng quên ngày đó. Cơn giận cuốn theo vô vàn nỗi thống khổ và sự uất hận cùng những ký ức tựa trận bão tuyết dày đặc nhấn chìm lâm khâm hòa và từng bông tuyết như những mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim. Bạn học lâm, cậu có thể cho mình mượn cuốn vở này của cậu một lúc được không? Không thể, mình, mình chỉ muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cậu, muốn làm, làm bạn của cậu đừng dùng cái cách nhàm chán này và cũng đừng lợi dụng dương đa lạc đây là quà mà bố của dương đa lạc đem tới mà hôm nay cậu ấy không tới trường cậu mang về cho cậu ấy đi nếu mình nói cho cậu biết bây giờ mình rất muốn khóc nhưng lại chẳng có nơi nào để khóc thì cậu mới hài lòng sao sinh nhật của mình cũng vào giáng sinh lâm khâm hòa à nếu một ngày mình đổ bệnh rất rất đau cậu có tới thăm mình không còn nhớ bức thư mẹ cậu gửi cậu chờ cậu tròn 18 tuổi không? Tôi nghĩ, bà ấy hy vọng đến lúc cậu bóc phong thư, cậu đã trở thành một người lớn mạnh mẽ và lạc quan. Lâm Khâm Hòa à, mình cũng sẽ nỗ lực trở thành một người lớn mạnh mẽ và lạc quan. Anh nói xem, nếu như, em nói là nếu như thôi nha, em và anh cùng nhau lớn lên, vậy anh sẽ vẫn thích em chứ? Từng chi tiết vụn vặt ấy đã bị anh bỏ qua toàn bộ đằng sau những nụ cười là nỗi sầu thương xen lẫn không cam lòng, rõ ràng đều để lại dấu chân, đồng thời là điểm báo đã được sắp đặt nhưng anh lại không biết. Đúng, chính là chẳng hề hay biết, nên làm sao Lâm Khâm Hòa có thể tự dung thứ cho bản thân được cơ chứ? Khâm Hòa, Tô Vân nhẹ giọng gọi, ánh mắt lo lắng và suýt chút nữa có ảo giác rằng chàng trai trẻ tuổi này đang rơi lệ trước mặt mình. Lâm Khâm Hòa muốn cất lời nhưng cổ họng như bị than nóng ép chặt, khiến mỗi lần hít thở đều làm trái tim đau đớn khôn nguôi. Anh buộc phải bình tĩnh và với tất cả nỗ lực, anh thốt ra một câu ngớ ngẩn, bà ta không kể quá trình em ấy lớn lên như nào sao. Tô Vân trông cậu bé mình nhìn từ lúc bé đến khi lớn, sao mà không hiểu tình cảm của anh đối với cậu nhóc kia cho được. Cô thở dài, còn cách nào khác để trưởng thành ở nơi như vậy sao? Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, có người sinh ra đã ngập muỗng vàng, có kẻ mới lọt lòng thì chẳng khác nào cỏ rác nhưng bỗng một ngôi sao sáng lại bị số phần hầm hưu chôn vùi xuống bùn tanh, có lẽ sức lực đã kiệt quệ nên chỉ có thể lặng thinh và chìm trong cát bụi cả một đời. Lâm Khâm Hòa không biết, cũng không dám nghĩ về những ngày tháng mà Đào Khê từng sống trong căn nhà đó. Những người lớn biết được sự thật rằng Đào Khê không phải con ruột, liệu có vì sự áy náy mà đối xử tốt với Đào Khê không? Liệu có chăm sóc Đào Khê khi cậu ấy ốm đau không? Liệu đã từng đón cậu khi trời đổ mưa chưa? Đào Khê rất thích đồ ngọt, vậy đã có ai mua kẹo cho cậu ăn chưa? Đến lễ Giáng sinh, có hay chăng mua bánh sinh nhật tặng người yêu dấu của anh? Thiên chức làm cha, làm mẹ có thể mang lên mình lần hai, lần ba, thậm chí là nhiều lần nhưng vĩnh viễn chỉ có một lần xương con. Và những thứ đã đánh mất trong cuộc đời sẽ chẳng thể quay lại. Những khúc hát Giáng sinh vui tươi loáng thoáng ngoài cửa, dù năm nào cũng vang lên các giai điệu quen thuộc ấy nhưng chẳng ai thấy ngán cả, năm này nghe xong thì năm khác nghe tiếp. Lâm Khâm hòa nhẹ nhàng khép bờ mi, đột nhiên đứng lên, xoay người muốn đi nhưng lại bị Tô Vân kéo về. Cô lấy ra một chiếc ví cũ trong cặp tài liệu, nhanh chóng giải thích, "Đào Kiên vừa từ trước cách đây vài ngày, tôi có đi một chuyến đến công ty bất động sản để hỏi thăm và nghe từ một đồng nghiệp rằng, một khoảng thời gian trước, Đào Kiên thường xuyên ra ngoài đánh bạc, thua lỗ không ít tiền nhưng chưa từng vay đồng nghiệp lấy một đồng." công việc của đào kiên là do tô vân sắp xếp và vì dạo này lâm khâm hòa đang điều tra chuyện này nên cô cũng để mắt đến đào kiên đồng nghiệp của đào kiên đưa tôi một cái ví mà lão đánh rơi ở ký túc xã tôi đã nghĩ lão sẽ quay lại tìm nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu đồng nghiệp của lão cũng không biết lão đã đi đâu lâm khâm hòa gần như đoán được kẻ đã đưa tiền cho đào kiên là ai anh trầm ngâm nhận chiếc ví trong tay tô vân cái ví da này được dùng rất nhiều năm chất liệu da thô giáp kém chất lượng và đã bị sờn rách rất nhiều. Ở trong không có bao nhiêu tiền và có một bức ảnh được cất trong phần trong suốt. Hình như tấm ảnh đó được chụp ở một studio tại ngôi làng hoặc trên thị trấn. Phông nền là quảng trường Thiên An Môn, ở giữa khung ảnh xuất hiện một cặp vợ chồng khoảng 30, bên cạnh người phụ nữ là một cô bé tầm 7, 8 tuổi. Lâm Khâm Hòa nhanh chóng nhận ra đó là cô em gái Đào Khê từng vẽ, còn đôi vợ chồng này không cần nói cũng biết là ai. Vì để nhét được vào ví tấm ảnh bị gấp lại một cách tùy ý. Anh kéo nó ra và mở phần bị gấp, bức ảnh đã hoàn chỉnh, một cậu bé độ 10 tuổi xuất hiện bên cạnh Đào Kiên. Cậu đứng thẳng, hơi hất cằm về phía máy ảnh, mặc lên mình bộ đồng phục cũ màu vàng, trên cổ còn đeo khăn quàng đỏ thắm và làm tư thế chào. Miệng cậu bé mở to, đôi mắt cong cong sáng như sao xa và nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Giống như cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian vậy. Lâm Khâm Hòa nhìn cậu nhóc bị gấp mất trong tấm ảnh gia đình, hầu yết điên cuồng lăn lên hạ xuống, chân thành cảm ơn Tô Vân rồi bước ra ngoài. Trận tuyết rơi đầu tiên vào Giáng sinh đầu tiên, để những bông tuyết lặng lẽ hạ xuống nền đường trong lời ca chào mừng Giáng sinh khắp phố. Nhiều chiếc ô đầy màu sắc nhấp nhô trên đường và nơi nơi đều trang trí đèn nê ông rực rỡ. Tô Vân lo lắng chạy theo, đưa ô cho Lâm Khâm Hòa và dịu dàng an ủi, hết thảy đều là may mắn, nhất là khi Khâm Hòa vì cậu nhóc ấy mà đến. Đúng không? Trên vai Lâm Khâm Hòa phủ đầy hoa tuyết tựa pha lê, anh lắc đầu, "Là em ấy vì tôi mà đến", rồi cầm ô bước vào trời đổ mưa tuyết. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn, cảm ơn bạn đã lắng nghe.